nhiều cường giả liên thủ bảo hộ quả thực có thể ngăn cản một mũi tên điên cuồng này mũi tên kia bành trướng thoáng cái hóa thành hư vô cách không rời vật tâm niệm khẽ động đối thủ này hiểu được thần thông không gian hay sao cốt kỳ nhìn thấy một màn này cũng có chút kinh ngạc nếu như không phải phòng ngừa của bọn họ lợi hại ngăn cản mũi tên này chỉ sợ hậu quả sẽ vô cùng chật vật thực lực bản thân cốt thiên kình tuyệt đối không có vấn đề gì nhưng mà một mũi tên trí mạng này cũng là lần mà hắn tới gần nguy hiểm nhất khiến cho bản thân hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh hắn vốn cho rằng tới cương vực nhân loại có thể hoành hành không sợ nhất là hy viên thánh nữ nói tới một ít tư liệu về nhân tộc làm cho hắn càng thêm vững tin khổ man tộc bọn hắn chống lại nhân tộc có ưu thế tuyệt đối thế nhưng mà từ trước mắt xem ra lạc quan khi trước chỉ là mù quáng vững vàng lên mũi tên công kích này mỗi một lần bắn ra có lẽ đều tiêu hao vô cùng lớn bổn vương không tin hắn còn có thể liên tục thi triển công kích như vậy Cốt Thiên Kình cũng cao giọng nói, Cốt Kỳ cũng kêu lên, thừa thắng xông lên, vừa rồi có thể thấy được lực lượng trên mũi tên này đã suy yếu. Mọi người giữ vững trận hình, không nên bối rối. Bắt được một nữ tu nguyệt thần giáo, phần thưởng là 800.000 linh thạch. Bắt được giáo chủ nguyệt thần giáo, phần thưởng là ba ức linh thạch. Dưới trọng thường tất có dũng phu, tuy rằng lực uy hiếp của mũi tên rất lớn, thế nhưng mà ban thưởng này cũng đủ mê người. Hơn nữa tuy rằng mũi tên giết rất nhiều người, nhưng đối với đội ngũ của cổ Na bộ lạc mà nói, cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Đám người đại giáo chủ dưới sự yểm hộ của những mũi tên không ngừng phá vòng vây. Chỉ là khi vừa mới đi được một nửa, nàng lại phát hiện ra những võ giả cổ Na bộ lạc dưới trọng thương không ngờ lại càng trở nên dũng mãnh hơn. Cho dù các nàng xông lên thế nào, người trước mắt chỉ có nhiều hơn chứ không có ít đi. "Đạo giáo chủ, nhiều người như vậy, giết tới mỏi tay cũng không giết hết được a." À. Tam giáo chủ cũng có chút mệt mỏi mũi tên vừa rồi có phải là viện binh tới hay không? Giờ phút này tam giáo chủ càng thêm chờ mong viện binh. Nhìn qua đám người cổ na bộ lạc rậm rạp chẳng chịt này, nàng cũng có chút đau đầu. Bắt lấy các nàng, bắt lấy các nàng, giống như là thủy triều vậy, dũng sĩ cổ na bộ lạc không ngừng sông lên. Lần này sông lên không đơn thuần là võ giả cổ na bộ lạc bình thường, cũng có những nhân vật cấp bậc thống lĩnh, tu vi cũng có bán bộ đế cảnh. Tới cấp bậc này, hơn nữa lại thêm ưu thế phương diện nhân số, hoàn toàn có tư cách tách ba đại giáo chủ ra đại giáo chủ thấy võ giả cổ na ma tộc nhiều lên hơn nữa võ giả sông lên so với trước còn mạnh hơn rất nhiều trong lòng gấp gáp còn thiếu một ít lao ra thôi toàn lực liều mạng cho bổn giáo chủ đại giáo chủ hiển nhiên cũng không muốn trở thành tù nhân của khổ man tộc loại tư vị này không cần nghĩ cũng biết nhất định là vô cùng thảm ha ha mấy nàng này còn rất can đảm lão tử thích nhất loại nữ nhân như vậy các huynh đệ tiến lên đi bắt được một vương tử sẽ cao hứng một, nói không chừng sẽ trao phần thưởng thêm cho chúng ta. Một gã thống lĩnh khổ man tộc huy động trường đao trong tay, hung hăng bổ về phía đại giáo chủ. Trong nháy mắt bảy tám dũng sĩ bán bộ đế cảnh của khổ man tộc nhao nhao xông vào trong đội ngũ nguyệt thần giáo, vây công ba đại giáo chủ. Đặc điểm lớn nhất của khổ man tộc chính là hung hãn không sợ chết. Phong cách tác chiến vô cùng nhanh nhẹn, dũng mãnh, loại đấu pháp liều mạng như vậy là thứ nguyệt thần giáo không thích nhất, cũng không thích ứng được nhất. Nguyệt thần giáo cũng chỉ là giáo phái toàn nữ tu, đường võ đạo của các nàng chú ý yêu nhã, chú ý tới thong dong, tuyệt đối không có đấu pháp dã man như đám khổ man tộc này. Cho nên ba đại giáo chủ nguyệt thần giáo rõ ràng có ưu thế thực lực, thế nhưng lại bị đám thống lĩnh bán bộ đế cảnh vây công lại có chút luống cuống tay chân. Thừa dịp cơ hội này, vòng vây khổ man tộc lại chặt chẽ thêm vài phần. Vốn lỗ hổng đã được mở lúc này lại đang chậm rãi lấp đầy. Đại giáo chủ thấy một màn như vậy, trong mắt hiện lên vẻ đắng chát hôm nay thực sự khó thoát khỏi một kiếp này sao san nhi lát nữa còn chú ý một chút lúc đó chúng ta sẽ liều mạng yểm hộ các con phá vòng vây nếu như xuất hiện lỗ hổng nhất định phải không được trùn bước mà rời khỏi biết chưa mặc kệ trốn được hay không các con nhất định phải cố gắng phá vòng vây biết không đại giáo chủ truyền âm nói với hứa san bên người hiển nhiên nàng đã bắt đầu tìm kiếm đường lui hứa san thánh nữ gấp gáp sư tôn san nhi tuy rằng nhập vào môn hạ của người muộn thế nhưng mà San Nhi cũng biết, một ngày làm sư phụ, cả đời làm sư phụ. Nếu không San Nhi cùng Tuấn Tiết giữ đạo với sư tôn, Nguyệt thần giáo chúng ta tuyệt đối còn có ngày Đông Sơn tái khởi. Hồ đồ, các con đều chết ai lãnh trọng trách phục hưng Nguyệt thần giáo. San Nhi, con có thể chất đặc thù, là người mà gian Trần Thiếu Chủ cũng thưởng thức thiên phú. Trên vai con gánh trách nhiệm ra sao chẳng lẽ con còn không rõ. Đại giáo chủ giận, nàng xưa nay ung dung đẹp đẽ, quý giá, rất ít khi tức giận. Thế nhưng lúc này nàng lại giận, nếu như hứa san không thể hiểu rõ nổi khổ tâm của nàng, như vậy cho dù các nàng có hy sinh cũng không có ý nghĩa gì. chương 2520, ngàn cân treo sợi tóc, viện binh tới. Và LT, và GT, đại giáo chủ một mặt trao đổi với hứa san, một mặt vừa đối địch, hiển nhiên bị ảnh hưởng không nhẹ. Một dũng sĩ khổ man tộc dùng một đao thiếu chút nữa bổ vào vai nàng. Cho dù nàng tránh né nhanh, thế nhưng vẫn bị đao phong quét trúng, trên cánh tay lập tức xuất hiện một vết máu dài, nhuộm đỏ y phục màu trắng. Sư tôn, đại giáo chủ, trong đôi mắt trong suốt của đại giáo chủ vô cùng bình tĩnh, rít lên một tiếng. Lão nhị, lão tam, có lẽ hôm nay đúng là ngày nguyệt thần giáo chúng ta tuấn đạo. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nhị giáo chủ đối với những việc này không ngại một chút nào, nàng nói. Liều chết một trận ta đã sớm nghĩ tới, giết nhiều thêm mấy dã nhân khổ man tộc này cũng đủ vốn rồi. Ngao ngao, Người khổ man tộc hiển nhiên cũng nhìn ra Nguyệt Thần Giáo đã là nỏ mạnh hết đà, nhao nhao gầm rút giống như dã thú, ý đồ chấn nhiếp người Nguyệt Thần Giáo, phá hủy tia ý chí chiến đấu cuối cùng của các nàng. Sau khi giống lên một tiếng, mấy bán bộ đế cảnh của khổ man tộc càng điên cuồng song lên, thế công không ngừng kịch liệt, không ngừng thêm mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, bên đại giáo chủ cũng tràn ngập nguy cơ. San Nhi, chuẩn bị một chút, vi sư một khi thi triển chiêu cuối cùng, đây là cơ hội duy nhất cho con phá vòng vây, nhớ kỹ, đừng để vi sư hy sinh vô ích đại giáo chủ đã quyết định ngữ khí vô cùng kiên quyết hai mắt hứa san đẫm lệ tự nhiên nàng biết rõ sư tôn muốn thi triển bí pháp thậm chí còn có thể lựa chọn tự bạo để mở ra một đường máu trên mặt đại giáo chủ nở nụ cười lạnh nhạt đó là loại thoải mái sau khi hiểu rõ một loại thoải mái sau khi được giải thoát trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này trong hư không đột nhiên truyền đến thanh âm hư không run dày đại giáo chủ đang chuẩn bị vận dụng chiêu cuối cùng Nàng giật mình nhìn ra ngoài vòng vây. Bên ngoài có bốn đạo thân ảnh cực lớn, thân thể khổng lồ cao hơn người bình thường gấp mấy lần, giống như ngọn núi nhỏ vậy, đang từ từ phóng tới. Bốn đạo thân ảnh này sát nhập vào trong đám người, giống như là hổ lạc bầy cừu, lực sát thương vô cùng lớn. Lớn tới mức cơ hồ có thể nói là quét ngang một mảng lớn. Đại giáo chủ vốn có tâm tư tuyệt vọng, lập tức sinh ra một chút rung động, một tia kinh hỉ hiện lên trong thức hải của nàng. Viện binh, thực sự là viện binh sao? các đạo hữu nguyệt thần giáo nhanh chóng phá vòng vây ra ngoài thanh âm này cơ hồ tất cả người nguyệt thần giáo đều không xa lạ gì hùng hậu mà tràn ngập khí tức cương dương làm cho người ta nghe xong lập tức cảm nhận được cảm giác an toàn là giang trần tất cả mọi người chấn động trong lòng lập tức điên cuồng giờ phút này thanh âm của giang trần so với bất luận thanh âm thiên nhiên nào còn càng thêm êm tai dễ nghe hơn trước kia có không ít người trong nguyệt thần giáo đều có ý kiến với giang trần nhất là nhị giáo chủ đối với Giang Trần càng ôm địch ý rất lớn. Cảm thấy Giang Trần cướp đi đồ đệ của nàng, thế nhưng mà giờ phút này trên khuôn mặt thấy chết không sờn của nhị giáo chủ cũng sinh ra một tia chờ mong, một tia kinh hỉ, một tia sinh cơ. Không biết vì sao nghe được thanh âm của Giang Trần, các nàng cảm thấy có lẽ lần này thực sự có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong hư không, một đạo cuồng phong bắn tới. Bên trong đạo cuồng phong này có một đầu chân long đạp mây mà tới, nhẹ nhàng di chuyển, thôn thiên nạp khí, khí thế hung mãnh. Trên lưng đầu chân long kia có một người đang ngồi, thần uy lẫm lẫm, trong tay dương cung, lắp một mũi tên, giống như là thiên thần hạ phàm, tràn ngập uy nghiêm. Có thể đặt chân long ngồi dưới mông, cảnh này đủ để làm cho từ trên xuống dưới nguyệt thần giáo trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả khổ man tộc cũng trợn tròn mắt nhìn qua, nhìn qua một màn không thể tưởng tượng nổi này. Mà bốn huynh đệ cự thạch nhất tộc thì giống như phong quyển tàn vân, điên cuồng càn quét võ giả phía dưới, không ngừng tới gần đội ngũ nguyệt thần giáo bốn huynh đệ cử thạch nhất tộc tuy rằng tu vi còn xa mới khôi phục tới đỉnh phong. Nhưng mà càn quét những võ giả khổ man tộc này cũng không có bất luận một chút khó khăn nào. Đừng nhìn những võ giả khổ man tộc bán bộ đế cảnh vây công đám người đại giáo chủ hung hãn như vậy, thế nhưng dưới thần uy của bốn huynh đệ cử thạch nhất tộc, căn bản không có lực đánh một trận. Vừa mới chống lại đã bị bốn huynh đệ cử thạch nhất tộc hoặc là dùng một cái tát chụp chết, hoặc là một cước băm chết, hoặc là nắm trong tay, trực tiếp xé thành hai nửa hoặc là dứt khoát dùng một búa chém ngang thành hai nửa. Bốn huynh đệ cự thạch nhất tộc căn bản không thèm dài dòng mà ra tay dứt khoát. Người nguyệt thần giáo nhìn thấy vậy mừng rỡ không thôi. Giờ phút này các nàng cũng nhìn ra, bốn đại cự nhân này nhất định là thủ hạ của Giang Trần. Là người Giang Trần phái tới trợ giúp các nàng, là cường giả tiếp ứng các nàng phá vòng vây. Trong lúc nhất thời, sau khi các nàng nhìn thấy hy vọng, ý chí chiến đấu tăng gấp đôi. Sức chiến đấu lập tức tăng vọt, dục vọng muốn sống làm cho các nàng vào giờ phút này bắn ra sức bật khó có thể tin được. Oanh, phòng vây của cổ nam man tộc rốt cuộc cũng bị phá vỡ ra một lỗ hổng. Đại giáo chủ cả người đầu máu đen, không ngừng dẫn dắt đệ tử Nguyệt Thần Giáo ra bên ngoài. Nàng vẫn vùng vẩy binh khí, bọc hậu ở phía sau. Đại thạch đi lên, chộp một cái, giống như chộp một sủng vật nho nhỏ, nắm đại giáo chủ trong tay rồi nói. Người cũng đi ra ngoài đi, đại giáo chủ bị đại thạch chộp một cái, toàn thân giống như bị khóa chặt không thể nào dễ dụa được. Mãi tới khi đại thạch đặt ném nàng ra bên ngoài nàng mới khôi phục tự do. Đáp xuống mặt đất, được một đám đệ tử Nguyệt Thần Giáo tiếp lấy. Đại giáo chủ, sư tôn, những người Nguyệt Thần Giáo mới tìm được đường sống trong chỗ chết, trên mặt tràn ngập kinh hỉ còn có chút sợ hãi khó mà tiêu tan. Giang Trần thấy các nàng còn có tâm tư quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt này, hắn nhịn không được mà quát. Các người còn không lui lại, đợi ăn cơm tối sao? Đại giáo chủ thấy Giang Trần có chút tức giận, lúc này mới chợt hiểu tình cảnh của mình, thi lễ từ xa với Giang Trần. Giang Trần thiếu chủ, Nguyệt thần giáo ta lại thiếu nợ thiếu chủ một nhân tình. Nói xong đại giáo chủ cũng không sĩ diệt, biết rõ người Nguyệt thần giáo ở lại cũng chỉ làm vướng tay vướng chân, nàng lập tức vung tay lên. Chúng ta đi, đội ngũ Nguyệt thần giáo nhanh chóng lui lại, cốt thiên kình thấy thể hồn hền quát, ngăn các nàng lại, những nữ tử này đều là thịt mỡ dâng tới miệng, nếu như cứ như vậy bay đi, cốt thiên kình không biết mình sẽ hối hận tới cỡ nào hắn tuyệt đối sẽ không cho phép con vịt tới miệng mình lại bay đi như vậy. Vương tử, bốn cự nhân này không đơn giản a. À? Cốt kỳ nhìn chằm chằm vào bốn huynh đệ cự thạch nhất tộc, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Cốt thiên kình khẽ giật mình, tại sao lại không đơn giản? Chương 2521, nghiêm túc cảnh cáo một. Và LT, và GT, khí chất trên người bọn họ, hay là khí thế khi chiến đấu tuyệt đối không phải là cường giả đế cảnh. Bọn họ là thiên vị, hơn nữa lão phu còn cảm giác thực lực bọn họ còn chưa hoàn toàn phát huy hết nhìn thấy bốn cự nhân ở trong vòng vây của đám võ giả khổ man tộc như là lão hổ lạc vào bầy dê nhẹ nhõm không thôi trong đầu cốt thiên kình trung quy cũng có cảm giác bất an đáng sợ nhất còn không phải là lực uy hiếp của bốn đại cự nhân này mà là người trẻ tuổi ngồi trên lưng chân long trên không trung đang dương cung kia không hề nghi ngờ đây chính là người vừa rồi đánh lén bọn họ tu vi người trẻ tuổi kia dường như còn chưa đạt tới cảnh giới đại thành thế nhưng mà bộ cung tên kia quả thực vô cùng có lực uy hiếp thậm chí cốt kỳ còn có một loại trực giác mãnh liệt người trẻ tuổi cưỡi chân long mặc dù thực lực không cao thế nhưng cho dù thực lực không có đại thành bằng vào mũi tên như thần kia cũng có thực lực giết chết bọn họ hắn biết rõ người trẻ tuổi kia chính là chủ nhân của bốn cự nhân này cho nên cho dù cốt thiên kình tức giận cốt kỳ cũng không có đầu óc nóng lên phát hỏa nếu như hắn tự mình ra tay vẫn có thể đuổi theo đám người nguyệt thần giáo này thậm chí còn có thể hốt gọn các nàng bắt sống tất cả các nàng trở về cũng có hy vọng. Thế nhưng mà Cốt Kỳ không dám tự tiện rời khỏi, chức trách lớn nhất của hắn không phải là giết địch, mà là bảo vệ Cốt Thiên Kình Vương Tử. Nếu như Cốt Thiên Kình Vương Tử gặp chuyện không may, Cốt Kỳ hắn làm chuyện gì cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nhìn qua đội ngũ nguyệt thần giáo, đội ngũ mà bọn họ không coi vào đâu đang không ngừng nhỏ dần, cuối cùng hóa thành điểm đen, biến mất trong mắt bọn họ. Mà thế cục hiện tại, bốn huynh đệ cử thạch nhất tộc tựa như nhảy vào trong bãi nhốt cừu, là lão hổ đang thỏa thích giết chóc trong lúc nhất thời cả đại quân cổ na bộ lạc của khổ man tộc tổn thất thảm trọng cốt thiên kình quả thực có chút tức giận hy viên thánh nữ trong ngực hắn nhìn thấy vẻ mặt cốt thiên kình âm lãnh cũng bị hù dọa tới mức dung hoa thất sắc toàn hát tana giống như lọt vào trong hầm băng run rẩy không ngớt tiện nhân không phải ngươi nói nhân tộc các ngươi mạnh nhất bất quá chỉ là đế cảnh thôi sao mấy cự nhân này rốt cuộc từ đâu tới người trẻ tuổi cưỡi chân long này từ đâu tới hai mắt cốt thiên kình phóng hỏa, ngữ khí vô cùng hung ác. Hiển nhiên hắn cảm thấy mình bị hy viên thánh nữ lừa gạt. Hy viên thánh nữ cũng sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt, run giọng nói. Vương tử, cái này, người trẻ tuổi kia chính là Giang Trần mà ta từng đề cập với người ta. Trong nhân tộc hiện tại hắn chính là người đứng đầu. Hy viên thánh nữ hiển nhiên lúc này vô cùng sợ hãi, vừa rồi nàng làm phản đồ của Nguyệt Thần Giáo, giờ phút này lại nhìn thấy Giang Trần, khó tránh khỏi trong lòng có chút trột dạ. Nàng sợ hãi, sợ hãi giang trần cho nàng một mũi tên nhìn vào thực lực của giang trần này quả thực là không gì có thể cản nổi mà đám thủ hạ của cốt thiên kình vương tử này tuyệt đối sẽ không vĩ đại tới mức ngăn mũi tên cho nàng cho nên hy viên thánh nữ lo sợ bất an nàng bây giờ không chỉ sợ ngoài mà còn sợ trong bên ngoài sợ giang trần trả thù nàng ra tay đối với nàng bên trong cốt thiên kình kia đang tức giận sẽ lấy nàng làm nơi trút giận phải biết rằng vừa rồi còn không bằng không làm phản ngoan ngoãn đi theo đội ngũ nguyệt thần giáo hiện tại cũng đã an toàn phá vòng vây nghĩ tới đây tâm tình của hy viên có thể nói là cực kỳ bất định không biết vì sao nhìn thấy giang trần bản năng nàng đã có một loại cảm giác sợ hãi nàng cảm giác cảm thấy nam nhân này dường như là một người nam nhân không gì không làm được nghe thấy hai chữ giang trần cốt thiên kình cả kinh trong lòng lập tức tỉnh táo lại tuy rằng hắn có hai mặt nhưng mà có thể trở thành vương tử cổ na bộ lạc sao há có thể là kẻ ngốc nghếch cơ chứ Cốt kỳ, trong các ngươi ai dám thay bổn vương bắt lấy giang trần kia. Bên người cốt thiên kình còn có 5 tên cận vệ, cốt kỳ mạnh nhất, trừ cốt kỳ ra, còn có bốn người khác đều có tu vi bán bộ thiên vị. So với cường giả đế cảnh mạnh hơn rất nhiều, kể cả cốt kỳ, 5 tên cân tệ nhìn chân long nhất tộc đang xoay quanh trên không trung, trong lòng đang do dự, mâu thuẫn. Nếu như bọn họ đuổi giết Giang Trần, tất sẽ là một lựa chọn không khôn ngoan. Vạn nhất Giang Trần kia dùng kế điệu hộ ly sơn thì sao? vạn nhất bọn họ đuổi theo giang trần kia giang trần lại phát động tập kích bất ngờ với cốt thiên kình vương tử thì sao vương tử giang trần này có chuẩn bị mà tới rõ ràng là hắn có động cơ từ trước tốt nhất là không nên hành động thiêu suy nghĩ thực lực kẻ này còn chưa tới đại thành thế nhưng mà thần cung và mũi tên trong tay hắn không phải là thứ tầm thường kỳ thực cốt kỳ cũng không hiểu nổi đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy giang trần lần thứ nhất gặp tình huống quỷ dị như vậy một người trẻ tuổi rõ ràng tu vi đế cảnh còn chưa tới thế nhưng lại có thể uy hiếp được cường giả thiên vị, tiềm lực như vậy khiến cho cốt kỳ mở rộng tầm mắt, đại khai nhãn giới. Bọn họ là cận vệ, nguyên tắc đầu tiên là bảo vệ sự an toàn của vương tử. Giết địch nhân, lấy công lao chỉ là lựa chọn số 2. Cốt thiên kình dường như cũng biết muốn những cận vệ này đuổi giết Giang Trần có chút ép buộc. Trong lòng hắn rất là nghẹn khuất, mình giàu gì cũng vừa mới đột phá đế cảnh, ở cổ na bộ lạc cũng là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi. Dùng tu vi của hắn, Dùng địa vị của hắn, rõ ràng lại bị tiểu tử còn trẻ tuổi hơn hắn uy hiếp. Chuyện này khiến cho lòng tự trọng của Cốt Thiên Kình bị uy hiếp lớn lao. Mặc dù đối phương uy hiếp hắn là bởi vì trong tay có thần cung, có mũi tên thần bí kia, thế nhưng mà vẫn khiến cho Cốt Thiên Kình ảo não cực kỳ. Hiển nhiên Giang Trần cũng không có ý định tử chiến với Khổ Man tộc ở tuyệt địa phía bắc này. Hắn đoán đội Ngũ Nguyệt Thần giáo kia đã chạy tới khoảng cách đủ an toàn. Hắn lập tức xít lên một tiếng, phát ra tín hiệu tín hiệu vừa mới được phát ra, bốn huynh đệ cửu thạch nhất tộc đã biến rõ Giang Trần muốn bọn họ lui lại. Trên thực tế bốn huynh đệ cửu thạch nhất tộc lúc này cũng tiêu hao cực lớn, gần tới mức nỏ mạnh hết đà. Dù sao khu vực tuyệt địa phía tây bắc này, linh lực mỏng manh, gần như là không có. Chiến đấu trong một khu vực linh lực mỏng manh, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một loại tra tấn. Trên thực tế, bọn họ cũng đang bị dày vò, cho nên nghe thấy tín hiệu của Giang Trần, Bốn huynh đệ cũng không có ham chiến mà ngược lại còn rút ra bên ngoài vòng vây. Bốn huynh đệ cự thạch nhất tộc có tâm tư lưu lại, trên thực tế khổ man tộc kia cũng khổ không thể tả. Linh lực mỏng manh đối với bọn họ mà nói cũng bị ảnh hưởng. Chỉ là thực lực bọn họ còn chưa tới thiên vị, ảnh hưởng còn chưa rõ ràng cho lắm. Chương 2522, nghiêm túc cảnh cáo khai Và LT, và GT, Cốt Thiên Kình lại nhìn ra trò trống, nói: "Cốt kỳ dường như bọn chúng muốn lui lại." Cốt kỳ trịnh trọng gật đầu, nơi này là tuyệt địa, linh lực mỏng manh, ngay cả phàm nhân bình thường cũng rất khó ở nơi này. Cho nên đừng nói tới tu sĩ có yêu cầu đặc thù về linh lực. Mấy gia hỏa này chỉ sợ cũng không muốn tiêu hao quá nhiều. Bảo tồn thực lực mà thôi, biết rõ thì biết rõ, cốt kỳ cũng không dám tự tiện hành động. Tuy rằng cốt thiên kình dục dịch, thế nhưng mà cốt kỳ cũng không có châm ngòi thổi gió mà dội một gáo nước lạnh. Vương tử, giang trần này đã là người đứng đầu nhân tộc, nhất định có rất nhiều át chủ bài, hiện tại không phải là thời điểm quyết chiến sinh tử với hắn. Tuy rằng cốt thiên kình tức giận, thế nhưng cũng không thể làm gì được. Người khổ man tộc nghe đây, nếu như các ngươi không muốn phơi thây nơi xứ người thì hiện tại cút trở lại địa bàn khổ man tộc các ngươi cho ta. Nếu không người phạm địa bàn nhân tộc ta, cho dù xa cũng phải chết. Trên không trung, Giang Trần thi triển thần thông long ngâm, giết gào nhật nguyệt, khí thế phi phàm. Nhất thời núi sông biến sắc, nhật nguyệt chập trần, giống như vô số tiếng hổ gầm, long ngâm cũng bắt đầu rít gào, vang vọng khi hắn lên tiếng. Cơ hồ tất cả người khổ man tộc, kể cả cốt thiên kinh, giờ phút này đều sinh ra cảm giác tự ti, mặc cảm khó hiểu. Hình cảnh giang trần cưỡi chân long nhất tộc quả thực quá kinh người. Khổ man tộc cũng thờ phụng long đồ đằng, đối với long tộc, bọn họ tràn ngập sùng bái. Long tộc là thần linh, cơ hồ là một trong những tín ngưỡng mà tất cả khổ man tộc năm đó cùng tán đồng. Giờ phút này nhìn thấy giang trần cưỡi chân long, trong lòng bọn họ vừa sợ hãi vừa nghi hoặc tên tiểu tử nhân tộc này rốt cuộc có thần thông hàng long gì vậy mà có thể khiến cho thần thú đồ đằng tín ngưỡng của khổ man tộc bọn họ trở thành tòa kỵ của hắn mãi tới khi giang trần cưỡi chân long biến mất biến mất trong tầm mắt bọn họ từ trên xuống dưới khổ man tộc mới vụng trộm thở dài một hơi lực uy hiếp của cây thần cung kia giống như cái dao mổ lợn ở trên đầu bọn họ giờ phút này uy hiếp đáng sợ rốt cuộc cũng bị giải trừ cốt thiên kình hung hăng nện một quyền lên mặt đất hiển nhiên bị mấy người gian trần chế trụ cả đội ngũ, làm cho bọn chúng nửa bước khó đi, hơn nữa con mồi tới miệng rồi còn trơ mắt để coi mồi mà hắn không coi vào mắt chạy đi. Tất cả chuyện này khiến cho cốt thiên kình vốn cao ngạo cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cốt kỳ, tiểu tử kia thực sự là không biết sống chết. Không ngờ lại cố làm ra vẻ trước mặt bổn vương, cơn tức này bổn vương tuyệt đối không nuốt trôi được. Tộc đàn đê tiện như nhân tộc cũng xứng uy hiếp dũng sĩ khổ man tộc chúng ta. Tiểu tử này rõ ràng đầu cơ trục lợi, dựa vào một bộ thần cung hù họa người khác, cũng gọi là người đứng đầu nhân tộc sao. Cốt thiên kình vừa rồi ở trước mặt Giang Trần mất đi nhuệ khí, lúc này nhịn không được muốn dùng lời nói tìm kiếm điểm cân đối trong tâm lý. Ánh mắt thoáng nhìn qua hy viên thánh nữ ở một bên, cốt thiên kình tức giận mà không có chỗ phát tiết. Tiện nhân, tới đây, cốt thiên kình ngoắc ngoắc tay, hy viên thánh nữ vội vàng chạy tới. Cốt thiên kình hung hăng vỗ cái mông của hy viên thánh nữ, nói. Người cung cấp tình báo sai, bổn vương không trừng phạt ngươi thì làm sao có thể phục chúng được chứ nói xong hắn vung tay nắm hy viên thánh nữ trực tiếp đánh ra một đạo cấm chế ngăn cách người bên ngoài nhìn vào kéo hy viên thánh nữ đi làm chuyện cầu thả kia hy viên thánh nữ nhìn qua bộ dáng thô bạo của cốt thiên kình vừa sợ hãi lại có chút hưng phấn nàng xưa nay ở trong sơn môn tuy rằng cũng thường xuyên phỏng đoán chuyện nam nữ này thế nhưng môn quy nguyệt thần giáo xâm nghiêm nàng nghĩ thì nghĩ cũng chưa từng có thất thân qua Giờ phút này bị cốt thiên kình vương tử của cổ na bộ lạc trà đạp, trong lòng mơ hồ còn có chút mong ước, chờ mong. Nguyệt thần giáo lúc này nhờ dục vọng muốn sống, các nàng một hơi chạy ra khỏi khu vực tuyệt địa Tây Bắc, chỉ là lúc này cả đám vẫn chưa hoàn hồn. Đại giáo chủ vẫy tay một cái, nói, được rồi, ở đây đã an toàn rồi, không cần kinh hoàng. Trước tiên ngừng lại, đợi đám người giang trần thiếu chủ. Đại giáo chủ tìm được đường sống trong chỗ chết, toàn thân đẫm máu, thế nhưng vẫn coi như bình thản ung dung sư tôn, san nhi xem vết thương cho người. Hứa san vội vàng đi tới, muốn chữa thương cho đại giáo chủ. Bị thương ngoài ra, không có gì đáng ngại. Đại giáo chủ lơ đánh, ánh mắt hơi có chút lo lắng nhìn qua phương hướng tuyệt địa phía tây bắc, vẻ mặt rất là lo lắng. Đại giáo chủ, đại quân khổ man tộc trong lúc nhất thời không giết tới đây, người không cần lo lắng. Một trưởng lão nguyệt thần giáo khuyên nhủ, đại giáo chủ thở dài nói, bổn giáo chủ hiện tại không phải lo lắng khổ man tộc, mà là lo lắng cho giang trần thiếu chủ nếu như giang trần thiếu chủ vì cứu người nguyệt thần giáo chúng ta mà xuất hiện một chút ngoài ý muốn bổn giáo chủ sẽ ân hận cả đời nói tới đây đại giáo chủ lại bổ sung một câu cương vực nhân loại có thể không có nguyệt thần giáo cũng không thể không có giang trần thiếu chủ hắn đây không phải là lời nói khách khí mà là lời nói thật giai đoạn hiện tại nếu như cương vực nhân loại không có giang trần hơn phân nửa sẽ lâm vào trong trạng thái chia rẽ hiện tại khắp nơi có cục diện như vậy cũng là nhờ giang trần cố gắng hòa giải nhị giáo chủ tuy rằng không nói gì thêm thế nhưng lần này nàng không có phản bác ngược lại như có điều suy nghĩ rồi gật đầu hiển nhiên coi như trước đó nàng có định ý với giang trần hôm nay cũng không thể không bỏ đi thành kiến trong thiên hạ người có thể lấy ơn báo oán không nhiều lắm không thể nghi ngờ giang trần đối với nguyệt thần giáo các nàng tuyệt đối đã hết lòng quan tâm giúp đỡ đến rồi trong đôi mắt xinh đẹp của đại giáo chủ hiện lên vẻ vui mừng sau một khắc trong hư không cách đó không xa truyền tới từng tiếng long ngâm rít gào. Giang Trần cưỡi long tiểu huyền, bốn huynh đệ cự thạch nhất tộc thì xài bước chạy như bay tới đây. Phía sau bọn họ không có truy binh khổ man tộc, có thể nhìn ra được khổ man tộc lúc này cũng không còn sức, hiện tại đoán chừng bản thân cũng khó mà bảo toàn được. Cho dù muốn truy kích, tuyệt đối không phải là hiện tại. Hứa san thánh nữ nhìn qua Giang Trần trên trời cao, tâm hồn thiếu nữ rung động từng đợt. Trong đôi mắt sáng tràn ngập vẻ sùng bái. Đại giáo chủ than nhẹ một tiếng, nàng nhìn ra tâm tư của hứa san thánh nữ. Nhưng mà nàng cũng biết, môn hạ của nguyệt thần giáo nàng chỉ sợ cũng không đủ lọt vào mắt Giang Trần. Đại giáo chủ giờ phút này hiển nhiên đã tán thành Giang Trần tới tận cùng, thậm chí nàng còn cảm thấy, nếu như Giang Trần vừa ý bất luận một thánh nữ nào trong nguyệt thần giáo nàng, nàng sẽ sảng khoái đồng ý. chương 2523, Nguyệt thần giáo bảng hoàng 1 Và LT, và GT, chỉ là, đại giáo chủ cũng biết chuyện này không thực tế, giang trần có thê tử còn có một đạo lứa tới từ vạn uyên đảo dùng thân phận của giang trần hiện tại tại sao lại sinh ra hứng thú với môn nhân nguyệt thần giáo nàng cơ chứ giang trần thiếu chủ nguyệt thần giáo chúng ta lại thiếu nợ ngươi một đại nhân tình đại giáo chủ cảm thán nói giang trần đáp xuống dưới đất ôm quyền nói các vị giáo chủ bây giờ không phải là lúc nói lời khách sáo khu vực biên cảnh bị phá hỏng khổ man tộc xâm lấn khu vực tây bắc này sớm muộn gì cũng lâm vào họa chiến tranh Nguyệt thần giáo đi đường nào các vị giáo chủ nên quyết đoán cho tốt. Tuy rằng tạm thời giải trừ nguy cơ, thế nhưng điều này cũng không đồng nghĩ với việc Nguyệt thần giáo đã vượt qua nguy cơ. Có thể nói, nguy cơ chính thức còn chưa tới. Đại giáo chủ than nhẹ một tiếng nhìn về phía khu vực tuyệt địa Tây Bắc. Trong mắt có sự kiêng kỵ thật sâu, lần này có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng các nàng đều cảm thấy rất là may mắn. Dù sao trước đó các nàng cơ hồ đã ôm suy nghĩ phải chết, liều mạng một chút. Loại tình huống này, có thể chạy trốn hoàn toàn là do dựa vào giang trần cứu viện cho nên trước mặt giang trần các nàng quả thực không có tư cách nói lời kiên cường gì về nguyệt thần giáo trước rồi nói sau giang trần thiếu chủ có thể di giá tới nguyệt thần giáo một chút hay không giang trần gật đầu mời từ trên xuống dưới nguyệt thần giáo kỳ thực vô cùng lo lắng lâm vào trong cảm giác khủng hoảng khó hiểu nhìn thấy ba đại giáo chủ trở về bầu không khí khẩn trương của nguyệt thần giáo mới hỏa hoãn lại đôi chút trong khoảng thời gian ba đại giáo chủ rời khỏi các loại tin đồn các loại suy đoán sợ hãi tràn ngập nguyệt thần giáo những chuyện này đại giáo chủ đều nhìn vào trong mắt giang trần thiếu chủ khiến cho thiếu chủ chê cười rồi đại giáo chủ nhìn thấy bộ dáng lòng người bàng hoàng của nguyệt thần giáo ít nhiều cũng có chút hổ thẹn giang trần khoát khoát tay nói đại giáo chủ không cần phải như vậy cương vực nhân loại có vô số tông môn còn không làm được như nguyệt thần giáo có một ít tông môn đừng nói là đối mặt với khổ man tộc ngay cả trước mặt phong vân giáo, tông môn có thể bảo trì bản sắc liệu có mấy cơ chứ. Quả thực, vào thời khắc mấu chốt nguyệt thần giáo có thể làm như vậy không dễ dàng gì. Có lẽ đổi lại là tông môn khác, trong lúc mấu chốt này đã sớm chạy trốn mất dạng cũng không chừng. Vẻ mặt đại giáo chủ điều hưu, hiển nhiên lần này đi khu vực tuyệt địa phía tây bắc, đã kích đối với nàng rất lớn. Nhất là sức chiến đấu của khổ man tộc kia, càng làm cho nàng nhận thức được sự chênh lệch rất sâu. Nguyệt thần giáo nàng là một trong tám thế lực lớn ở bát vực, trước mặt khổ man tộc, lại không chịu nổi một kích như vậy. Đà kích đối với nàng mà nói, có thể nói là vô cùng lớn. chương 2524, Nguyệt Thần Giáo Bảng Hoàng hai Và Lt, và GT, Giang Trần Lạnh lùng cười nói. Vậy nhị giáo chủ cảm thấy lưu ly vương thành ta nên làm thế nào? Đi cứu viện khắp nơi, ở đâu cần giúp thì chúng ta chạy tới đó sao? Ngữ khí của Giang Trần bỗng nhiên phát lạnh, thực không dám giấu, nếu như lần này không phải muội muội ta đau khổ nhờ vả, lại tăng thêm ta bội phục nguyệt thần giáo các ngươi có cốt khí, chỉ sợ ta cũng sẽ không tới cứu các ngươi. Các ngươi nói mồm nhẹ nhàng như vậy, chỉ là mọi chuyện dưới trời đất này, không phải là chuyện của một mình Lưu Ly Vương Thành ta a. À. Quả thực Giang Trần có chút khó chịu, những năm qua, kỳ thực thế lực khắp nơi trong cương vực nhân loại đối với Lưu Ly Vương Thành hắn không quá hữu hảo. Nhất là năm đó khi Đan Hỏa Thành còn tồn tại, càng có rất nhiều thế lực nhắm vào Lưu Ly Vương Thành hắn. Giang Trần thiếu chủ bất giận nguyệt thần giáo ta đối với tác phong của lưu ly vương thành vẫn vô cùng khâm phục đại giáo chủ thấy giang trần mất hứng vội vàng giải thích giang trần thản nhiên nói đại giáo chủ những năm qua lưu ly vương thành ta cũng tốt giang trần ta cũng vậy vì cương vực nhân loại đã làm ra rất nhiều cố gắng cũng không có ý kể không những năm qua khổng tước đại đế cũng tốt giang trần ta cũng tốt vì đối kháng ma tộc lo lắng hết lòng kết quả thế lực khắp nơi trên cương vực nhân loại này làm thế nào cổ vũ lưu ly vương thành ta nội loạn tới cửa lưu ly vương thành ta công khai đả kích đối phó lưu ly vương thành ta lại còn tụ tập với phong vân giáo kia có rất nhiều thế lực rất nhiều cường giả tranh nhau đầu nhập vào chĩa mũi thương vào lưu ly vương thành ta lưu ly vương thành ta những năm gần đây đối với nhân tộc không thẹn với lương tâm mà thế lực khắp nơi thì đang làm gì trừ không ngừng cản trở ra bọn chúng có thể làm gì khác chứ cương vực nhân loại như vậy đáng giá để lưu ly vương thành chúng ta thủ hộ sao đáng giá để cho giang trần ta bất chấp nguy hiểm bôn ba sao giang trần nói những lời này kỳ thực trong lòng một bụng tức giận đại giáo chủ và những người khác có chút xấu hổ quả thực những năm gần đây kỳ thực thế lực khắp nơi trong cương vực nhân loại phủ phục dưới uy nghiêm của đan hỏa thành thêm nữa cương vực nhân loại đối với lưu ly vương thành quả thực không đủ hữu hảo thậm chí có thể nói là vô cùng căm ghét dưới loại tình huống này yêu cầu lưu ly vương thành làm những chuyện đó quả thực là bất cận nhân tình đại giáo chủ than nhẹ một tiếng giang trần thiếu chủ có câu nói thế nào nhỉ biển cả ngập nước thì mới lộ ra bản sắc an hùng lưu ly vương thành ngươi vàng thật không sợ lửa hiện tại cương vực nhân loại thế lực khác nơi có lẽ đều nhận thức địa vị đứng đầu của lưu ly vương thành ngươi a giang trần cười lạnh nói tán đồng nói tán đồng còn không bằng nói là tới bước đường cùng cho nên mới tán đồng a đại giáo chủ ta và ngươi cũng không cần tranh đoạt miệng lưỡi như vậy làm gì lưu ly vương thành ta là thế lực đứng đầu nhân tộc tự nhiên sẽ có một phần trách nhiệm, chỉ là dưới thế cục hiện tại, Giang Mỗ có một câu muốn khuyên chư vị giáo chủ. Nhất định phải nhận thức rõ ràng thế cục, không nên có suy nghĩ ngây thơ, cương vực nhân loại hiện tại, cương vực nhân loại sau này, tình huống chỉ sợ so với tưởng tượng của các ngươi còn kém hơn, tuyệt đối không tốt chút nào. Một ý nghĩ có thể là lựa chọn sinh tử, đại giáo chủ trầm ngâm không nói, nhị giáo chủ cao mày nói, Giang Trần thiếu chủ, người đang nói chuyện giật gân A. Coi như là khổ man tộc xâm lấn, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Nếu như chỉ có một khổ man tộc xâm lấn, tất nhiên sẽ không thành vấn đề. Nam đấu ly tộc, còn có các tộc ngoài khu vực biên giới khác. Ta còn không biết thực lực của bọn họ, nhưng không thể nghi ngờ, những thế lực này chưa hẳn đã tranh lệch với nhân tộc chúng ta bao nhiêu. Khổ man tộc cường đại, các ngươi đã nhìn thấy rồi đó. Nam đấu ly tộc tùy tiện phái ra vài vị cường giả thiên vị. Còn có phong vân giáo, đến từ vạn huyên đảo, những thứ này cũng không phải là thứ đáng sợ nhất đáng sợ nhất chính là ma tộc đang dục dịch giang trần không có nói chuyện giật gân cương vực nhân loại tuyệt đối không cho phép có một chút lạc quan nào ma tộc đôi mắt phượng của đại giáo chủ khẽ động ma tộc cũng dục dịch sao ta xuất đạo không được bao nhiêu năm thế nhưng đã gặp qua một ma đế một ma chủ kẻ sau còn lợi hại hơn kẻ trước đây còn chưa tính lần ta xông qua địa phương phong ấn ở man hoang gặp được ma tộc ta chỉ muốn nói nếu như địa phương phong ấn ở man hoang bị phá vỡ ma tộc sống lại cương vực nhân loại chúng ta sẽ triệt để trở thành nơi ma tộc chè chén, đến lúc đó chuyện vong quốc diệt chủng tuyệt đối không phải là nói chơi. Nhị giáo chủ còn muốn nói điều gì, thế nhưng lại bị đại giáo chủ dùng ánh mắt ngăn lại. Dù sao đầu óc của đại giáo chủ còn rõ ràng hơn nhị giáo chủ. Giang Trần Thiếu Chủ, Nguyệt Thần Giáo chúng ta an phận ở phía Tây Bắc, đối với thế cục cương vực nhân loại luôn không có nhận thức rõ ràng. Thế cục này rốt cuộc nên đi đường nào, kính mong Giang Trần Thiếu Chủ chỉ điểm một hai ngữ khí của đại giáo chủ rất là khiêm tốn, không có biện pháp, giao phong ngắn ngủi với khổ man tộc, làm cho nàng ý thức rất sâu sự tranh lệch song phương. Không nói lời khách khí, nguyệt thần giáo nếu như không có lưu ly vương thành bảo hộ, về sau ở trên cương vực nhân loại này, khả năng sinh tồn cực kỳ nhỏ bé. Trừ phi các nàng can tâm tình nguyện trở thành nô lệ dị tộc. So với việc nhị giáo chủ có khuynh hướng bạo lực, tuy rằng đại giáo chủ cũng chịu đả kích từ trận chiến đó, thế nhưng ít ra còn không có rối loạn nàng biết rõ hiện tại nguyệt thần giáo muốn sinh tồn nhất định phải nghe qua ý kiến của giang trần một chút giai đoạn hiện tại đã không còn là lúc tôn nghiêm hay không tôn nghiêm chuyện này đã không còn quan trọng nữa không có sinh tồn thì nói gì tới tôn nghiêm các vị giáo chủ chuyện nguyệt thần giáo vốn không tới phiên giang mỗ lắm miệng nhưng mà nếu như nguyệt thần giáo cứ khư khư ôm lấy khu vực tây bắc này không rời lưu ly vương thành ta tùy thời hoan nghênh không nói tới cái khác như thiên âm tự thiên hà cung tuy rằng kết minh với lưu ly vương thành ta, nhưng ta lại không chứa chấp bọn họ. Bổn thiếu chủ phải xem tình huống rồi mới nói tiếp được. Nhưng mà nguyệt thần giáo các ngươi ở thời khắc mấu chốt lại có cốt khí như vậy, ít nhất nói rõ cùng chung chí hướng với lưu ly vương thành ta, chí ít thì chí hướng cũng gần giống. Thứ giang trần có thể nói chỉ có như vậy mà thôi. Hắn cũng không thể nói, nguyệt thần giáo các ngươi không thủ được, thì thức thời ngoan ngoãn đầu nhập vào lưu ly vương thành chúng ta. Cho dù có tầng ý tứ này, Hắn cũng không có nói thẳng ra được. Huống chi, Giang Trần cũng không muốn khó coi như vậy. Nói thật, Nguyệt Thần giáo đầu nhập vào Lưu Ly Vương Thành hay không, đối với Giang Trần mà nói, căn bản không quan trọng. Chương 2525, quyết định gian nan. Và LT, và GT, thế cục Lưu Ly Vương Thành tuyệt đối không phải nhiều thêm một hai nhà thế lực mà xuất hiện tình huống tăng vọt về chất. Cương vực nhân loại sau này tuyệt đối không phải dựa vào mấy người này chống chất mà thành. Giang Trần đã nói rõ ràng như vậy, Lần này hắn tới cứu viện hoàn toàn là nể mặt muội muội Thanh viên, còn có một nguyên nhân khác chính là Giang Trần thưởng thức sự cố gắng mà Nguyệt Thần giáo các nàng đối với khu vực biên cảnh kia. Lời nói tới nước này Giang Trần cũng không ở lại mà trực tiếp cáo từ. "Các vị giáo chủ, thế cục gian nan, lần này ta tới đây cũng ngạo hiểm, bất chấp việc Lưu Ly Vương thành bị Phong Vân giáo đánh lén. Hiện tại nguy cơ tạm thời giải trừ, bổn thiếu chủ phải mau chóng trở về Lưu Ly Vương thành. Mặc kệ đánh hay lui, các vị giáo chủ nên chuẩn bị cho tốt." Khổ man tộc kia tuy rằng bị nhục, trong ngắn hạn chưa hẳn đã đánh tới. Thế nhưng mà khu vực biên cảnh vừa vỡ, khổ man tộc tuyệt đối sẽ không chịu nổi tịch mịch, chỉ là không biết, lần này đám người khổ man tộc ra tay với các vị không biết là mấy thành binh lực của bọn chúng. Đại giáo chủ ở vấn đề này lại có chút quyền lên tiếng. Nghe lời bọn chúng nói, người trẻ tuổi kia dường như là vương tử của cổ na bộ lạc trong khổ man tộc, khổ man tộc hẳn có rất nhiều bộ lạc. Đây là tinh anh trong cổ na bộ lạc, sắc mặt đám người đại giáo chủ vô cùng ngưng trọng hiển nhiên các nàng đều ý thức được một việc thế cục hiện tại chỉ sợ rất là gian nan ai khổ man tộc nam đấu ly tộc đều có cường giả thiên vị nhân tộc chúng ta không có lý do gì không có cường giả thiên vị a à. tam giáo chủ bỗng nhiên cảm thán giang trần lạnh nhạt cười ai nói nhân tộc chúng ta không có có sao tam giáo chủ khẽ giật mình nói giang trần thiếu chủ ý người nói là trong lưu ly vương thành các ngươi có sao giang trần khoát tay bọn họ đều là cử thạch nhất tộc cũng không phải là huyết mạch nhân tộc chúng ta bổn thiếu chủ có thể nói cho các người biết trong nhân tộc chúng ta cũng có cường giả thiên vị hơn nữa bổn thiếu chủ đã từng gặp chỉ tiếc vị cường giả thiên vị kia dường như không có ý định xuất lực vì nhân tộc ngược lại còn cứu đi giáo chủ phong vân giáo dường như còn tùy thời tới lưu ly vương thành ta gây phiền phức vậy tuy rằng giang trần không biết vị cường giả nhân tộc lánh đời kia có địa vị gì nhưng đối với tên cường giả thiên vị này giang trần vô cùng khó chịu thân là tiền bối thiên vị nhân tộc, trong lúc nhân tộc cần người nhất không đi ra ngăn cơn sóng giữ cũng thôi đi. Thời khắc mấu chốt còn cản trở, Giang Trần đối với loại phân sót trên bồn cầu này, đối với loại gia hỏa chỉ biết quấy rối này tuyệt đối là cam thù tới tận xương tủy. Được rồi, chư vị, chuyện quá cấp bách, Giang mỗ cáo từ. Giang Trần nói xong liền ôm quyền định rời khỏi, trước khi đi hắn thoáng nhìn qua hứa san thánh nữ, mỉm cười. Hứa san thánh nữ, huyết mạch nghịch âm dương quả nhiên danh bất hư truyền, Hiện tại mới qua bao lâu a, à? tu vi đột nhiên tăng mạnh như vậy, tiền đồ không thể hạn lượng, Nguyệt Thần giáo có thiên tài như vậy, ngày sau nhất định có thể dẫn dắt phong vân một cõi. Nói xong Giang Trần vượt qua hư không, phiêu nhiên rời đi. Nhìn qua bóng lưng Giang Trần biến mất, mấy giáo chủ của Nguyệt Thần giáo đều nhìn nhau, phức tạp không nói nên lời. Người trẻ tuổi này trước đây ít năm bọn họ còn không để vào trong mắt, hiện tại đã phát triển tới tình trạng mà ngay cả các nàng còn phải ngưỡng mộ. Thế sự vô thường a. À? nhị giáo chủ cho dù mạnh miệng, nhưng giờ phút này cũng không mạnh miệng nổi. Giang Trần như vậy, thực sự là tồn tại mà ngay cả sau lưng nàng cũng không thể nói được điều gì. Đại giáo chủ, làm sao bây giờ? Tam giáo chủ có chút bàng hoàng, khuôn mặt mê man, thế cục gian nan như vậy, khiến cho nguyệt thần giáo các nàng bất ngờ. Lão nhị, người thấy thế nào? Đại giáo chủ than nhẹ một tiếng. Đại giáo chủ, quyết định đi. Nhị giáo chủ trầm thấp, những năm qua ta cũng nhận ra, tính cách của ta không làm được chuyện lớn dễ hành động theo cảm tính nếu như nghe ta chỉ sợ nguyệt thần giáo sẽ rơi xuống vực sâu diệt phong nhị giáo chủ hiếm khi tự biết thân biết phận như vậy đại giáo chủ than nhẹ trên mặt tràn ngập đau thương phóng mắt nhìn qua từng cành cây ngọn cỏ trong nguyệt thần giáo nhất là nguyệt thần bảo thụ được thần quang bảo hộ trong lúc nhất thời khó nén được cảm xúc thương cảm không thôi lão nhị lão tam cơ nghiệp nguyệt thần giáo này có lẽ tạm thời sẽ mất đại giáo chủ thương cảm mở miệng nói Mặc dù mọi người đều đã sớm đoán được kết quả này, thế nhưng nghe đại giáo chủ nói như vậy, cả đám hai mắt rưng rưng, nước mắt tràn ngập trong hốc mắt. "Được rồi, mọi người không cần đau buồn, Giang Trần thiếu chủ nói có đạo lý. Ta thân là đại giáo chủ, trên là phụ trách với liệt tổ liệt tông, dưới là phụ trách với ngàn vạn đệ tử Nguyệt Thần giáo. Cơ nghiệp mất có thể đoạt lại, truyền thừa diệt là thực sự diệt, cho nên truyền hiệu lệnh của ta, phàm là môn hạ Nguyệt Thần giáo ta, thu thập hành lý, xuôi nam tới Lưu Ly Vương thành tìm nơi nương tựa." tới lưu ly vương thành tìm nơi nương tựa mệnh lệnh của đại giáo chủ truyền xuống tuy rằng cả nguyệt thần giáo thương cảm thế nhưng mà không ai cảm thấy bất ngờ bởi vì lúc này tới lưu ly vương thành tìm nơi nương tựa là lựa chọn duy nhất một mình khổ man tộc đã như vậy nếu như không phải lần này giang trần tới cứu viện nguyệt thần giáo thậm chí ngay cả cơ hội tới lưu ly vương thành tìm nơi nương tựa cũng không có thời gian không đợi người khổ man tộc bị nhục trong nhất thời sẽ không đanh tới dù sao khổ man tộc dưới tình huống còn chưa biết rõ thực lực giang trần cũng sẽ không ngủ quáng tới truy kích nguyệt thần giáo các nàng còn có cơ hội lui lại đợi khi khổ man tộc chuẩn bị tốt lại giết tới tà nguyệt thượng vực nguyệt thần giáo muốn lui lại độ khó ít nhất cũng tăng lên gấp bội lui lại người lui lại đồ vật có thể mang đi thì mang đi thứ duy nhất khó xử lý chính là nguyệt thần bảo thụ muốn mang đi nguyệt thần bảo thụ này độ khó rất lớn cũng may nguyệt thần giáo ở phương diện này cũng có bí pháp nhưng mặc dù có bí pháp muốn mang đi cả nguyệt thần bảo thụ này vẫn còn có chút nguy hiểm dù sao có câu nói cây rời chết người rời sống muốn chuyển đi một gốc bảo thụ thượng cổ tuyệt đối không có dễ dàng như vậy giang trần một đường không ngừng lại rất nhanh đã trở về lưu ly vương thành may mắn là hắn rời khỏi vài ngày phong vân giáo cũng không tới xâm phạm cả lưu ly vương thành tuy rằng thế cục gấp gáp thế nhưng cũng không có tới mức không khống chế được Nhìn thấy Giang Trần trở về, từ trên xuống dưới Lưu Ly Vương Thành cảm thấy nhẹ nhõm. Từ Thanh Tuyền nghe nói Giang Trần trở về, vội vã chạy tới nghe ngóng tin tức. Nàng vốn cực kỳ kiên quyết muốn đi cùng Giang Trần, nhưng mà vô luận thế nào Giang Trần cũng không mang theo nàng đi. chương 2526, Nguyệt Thần Giáo tới 1. Và Lt và GT cuối cùng dưới sự khuyên bảo của phụ mẫu, từ Thanh Tuyền mới không có đi theo. Thanh Tuyền, khu vực Tây Bắc, khổ man tộc đã phá vỡ khu vực biên giới kia may mà chúng ta kịp thời đuổi tới vừa vặn giải vây cho nguyệt thần giáo bị nhốt tạm thời nguyệt thần giáo không có gì nguy hiểm thế cục cương vực nhân loại ta cũng đã phân tích cho ba vị giáo chủ về phần lựa chọn thế nào ta không tiện quyết định thay các nàng giang trần đối với muội muội nhà mình tự nhiên cũng không cần phải giấu giếm cái gì từ thanh tuyền gấp gáp tới độ dậm chân ca ca huynh nên mang muội đi chứ muội nhất định sẽ khuyên bảo mọi người tạm thời buông tha cơ nghiệp nguyệt thần giáo bảo tồn truyền thừa hương khói còn sợ không đoạt lại cơ nghiệp được sao không được muội phải khuyên nhủ sư tôn nói thật từ thanh tuyền không lo cho những người khác nàng lo lắng tính tình của sư tôn nàng bướng bỉnh không chịu nhận thức sự thật này không chịu nhượng bộ nếu như là đại giáo chủ nhất định có thể nhận rõ thế cục làm ra phán đoán có lợi nhất giang trần lắc đầu nói không được bây giờ muội đi ra ngoài bên ngoài không biết sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm thấy vẻ mặt từ thanh tuyền lo lắng không đồng ý với mình sợ nàng vụng trộm chạy đi giang trần mềm lòng được rồi muội viết một phong thư đi ta phái người mang đi muội muốn nói gì thì nói rõ trong thư đi như vậy được rồi chứ từ thanh tuyền cũng biết giang trần sẽ không để cho mình đi mạo hiểm ngẫm lại nàng cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi thiếu chủ khắp nơi kết minh đã theo cửu dương thiên tông trở lại lưu ly vương thành tất cả tông chủ các tông đang ở ngoài sơn môn khổng tước thánh sơn cầu kiến thiếu chủ bọn họ trở lại rồi sao giang trần nao nao để cho bọn họ vào đi lần trước giang trần hiệu lệnh thiên hạ trừ thiên long phái bị phong vân giáo đánh bại không có tham dự ra những tông môn nhất phẩm khác đều tới tham dự lần này những thế lực này kết minh toàn bộ trở lại lưu ly vương thành rất rõ ràng đã cảm nhận được thế cục vi diệu của cương vực nhân loại thiên kiếm tông và thiên thiền cổ viện trước đó phát hiện ra phong vân giáo đã phái người lẻn vào thiên thiền cổ viện từng cùng với tỉnh trung đại đế đi tới thiên thiền cổ viện hiện tại hai thế lực này đều tề tụ ở lưu ly vương thành có thể nói, những thế lực lớn trên cương vực nhân loại cơ hồ tụ tập tại Lưu Ly Vương Thành. Giang Trần thiếu chủ, chúc mừng Giang Trần thiếu chủ, nghe nói Giang Trần thiếu chủ đánh bại Phong Vân giáo, thật đáng mừng a. À. Lưu Ly Vương Thành mới chính là chính thống của cương vực nhân loại. Phong Vân giáo chỉ là nhà giàu mới nổi, sao có tư cách tranh hơn thua với Lưu Ly Vương Thành chứ? Thủ lĩnh thế lực khắp nơi nhìn thấy Giang Trần lập tức nhao nhao tiến lên thi lễ, miệng không ngừng nói những lời khách khí, thân mật vô cùng hiển nhiên trận chiến với phong vân giáo làm cho địa vị của Giang Trần trong lúc vô hình lại tăng lên không ít. Trên cơ bản, cự đầu thế lực khắp nơi trên cương vực nhân loại đều tụ tập ở Lưu Ly Vương Thành. Ánh mắt Giang Trần đảo qua tất cả mọi người trước mắt, nghiêm túc nói. Chư vị, hiện tại thế cục Lưu Ly Vương Thành như vậy, tất cả mọi người có tính toán gì không? Tuy rằng lần trước đã kết minh, nhưng mà từ khi cửu dương thiên tông từ biệt, thế cục thay đổi, thế lực khắp nơi không có tụ tập lại một chỗ, Giang Trần cũng không rõ hiện tại trong lòng đám người này suy nghĩ thế nào. Nhưng đối với Giang Trần mà nói, đối với những gia hỏa lập trường không kiên định, hắn tuyệt đối không chào đón bọn họ ở Lưu Ly Vương Thành. Tuy rằng Lưu Ly Vương Thành khát vọng nhân tài, nhưng mà thả ít chứ không chọn ẩu. Nếu như những kẻ này chỉ coi Lưu Ly Vương Thành là nơi tị nạn, một khi có biến cố, tùy thời đều có khả năng lâm trận đào ngũ. Thế lực như vậy có chứa chấp hay không cũng vậy, cho nên Giang Trần nhất định phải biết rõ suy nghĩ của những người này. Hạo Thiên Đại Đế của Cửu Dương Thiên Tông là người thứ nhất mở miệng. Giang Trần Thiếu Chủ, tuy rằng lần này Cửu Dương Thiên Tông không có xảy ra chiến cự. Thế nhưng mà Giang Trần Thiếu Chủ trượng nghĩa, Cửu Dương Thiên Tông ta từ trên xuống dưới đều cảm nhận được. Hiện tại cương vực nhân loại đang trong thời buổi rối loạn. Bất luận tông môn nào đều tuyệt đối khó có thể chỉ lo thân mình. Cương vực nhân loại hiện tại trừ Giang Trần Thiếu Chủ ra, còn ai có tư cách thống lĩnh nhân tộc hơn nữa. Nói tới đây, Hạo Thiên Đại Đế vỗ ngực cửu dương thiên tông ta từ nay về sau nguyện nghe theo lệnh giang trần thiếu chủ tuyệt đối không có chuyện bằng mặt mà không bằng lòng nếu vi phạm trời chu đất diệt hạo thiên đại đế này là người thức thời hắn nhìn từ đại cục đã biết rõ cương vực nhân loại hiện tại trừ lưu ly vương thành ra những tông môn khác tuyệt đối không có khả năng tự mình đảm đương một phía lưu ly vương thành là hy vọng cuối cùng của nhân tộc cửu dương thiên tông vốn có quan hệ đối địch với giang trần do cửu dương thiên tông lên tiếng tước tự nhiên có sức thuyết phục hơn hàn thiên chiến của thiên kiếm tông cũng mở miệng cười cười thiên kiếm tông ta vốn có giao tình thâm hậu với giang trần thiếu chủ dưới tình huống hiện tại lão hàn ta cũng nói thật không có lưu ly vương thành bảo hộ thiên kiếm tông ta cũng không có nắm chắc sinh tồn trong loạn thế như vậy trừ phi thiên kiếm tông ta can tâm làm nô lệ dị tộc tố hoàn chân nhẹ nhàng thở dài nói có thiên tài trẻ tuổi đứng đầu như giang trần thiếu chủ thiên thiền của viện ta tự nhiên hết sức phụ tá tuyệt đối không có dị nghị tám đại tông môn nhất phẩm bất diệt thiên đô đã bị diệt, thiên long phái bị phong vân giáo đánh bại, đầu nhập vào phong vân giáo. Chỉ còn lại 6 đại tông môn, trong 6 đại tông môn này có ba nhà tỏ thái độ, lập trường vô cùng rõ ràng. Cung chủ thiên hà cung than nhẹ một tiếng, giang trần thiếu chủ, thiên hà cung ta đã từng có quan hệ mật thiết với đan hỏa thành, hiện tại đã kết minh với lưu ly vương thành, tự nhiên phải nghe theo hiệu lệnh của giang trần thiếu chủ. Cùng chống trọi ngoại tộc, tuyệt đối không có dị tâm, còn lại chỉ có thiên âm tự và nguyệt thần giáo, chủ lực nguyệt thần giáo còn chưa tới, tất cả mọi người đều nhìn về phía đội ngũ thiên âm tự. Thiên âm tự ta nguyện ý nghe hiệu lệnh của Giang Trần Thiếu Chủ. Bên thiên âm tự cũng tỏ thái độ, những tông môn nhất phẩm đều nhao nhao tỏ thái độ, những tông môn nhị phẩm, tông môn tam phẩm kia tự nhiên càng không có lý do gì rụt rè, nhao nhao mở miệng tỏ thái độ. Giang Trần mỉm cười, từ chối cho ý kiến, s. Đợi khi mọi người tỏ thái độ xong, Giang Trần mới khẽ gật đầu, mở miệng nói. Chư vị, đại cục trước mắt, Chư vị để mắt tới Giang Trần ta như vậy. Bổn thiếu chủ vô cùng cảm kích, chỉ là có một việc, mọi người lại nhầm rồi. Chương 2527, Nguyệt Thần giáo tới hai. Và LT, và GT, nghe lời của chư vị, là thuần phục Lưu Ly Vương thành ta, nghe Lưu Ly Vương thành ta hiệu lệnh. Trên thực tế Lưu Ly Vương thành ta binh hùng tướng mạnh, cho dù loạn thế loạn tới mức nào, Lưu Ly Vương thành ta cũng không thiếu người có thể chinh chiến. Chư vị chớ hiểu lầm. Đầu tiên các người muốn thuần phục là phải thuần phục từ tận tâm, mà không phải là bị đại cục thôi động, ép làm những quyết định như này. Nếu như bị thế cục thôi động, hôm nay các người đưa ra quyết định này thì ngày mai các người cũng có thể đưa ra quyết định khác. Lưu Ly Vương thành ta không cần cỏ đầu tường, ta thích nói những lời thẳng thắn trước, ánh mắt Giang Trần lạnh lùng, lại tràn ngập uy nghiêm. Sở dĩ chư vị còn có thể đứng ở nơi này, nói thoải mái như vậy là bởi vì chúng ta có cùng thân phận, chúng ta đều là nhân tộc, đều có một tổ tiên đều có một gia viên trên người gánh vác sứ mệnh nhân tộc nếu như trong các người có người có quên tầng thân phận nhân tộc này quên đi bản tâm mình là gì vậy ta hy vọng các người lập tức rời khỏi lưu ly vương thành kế tiếp các người muốn làm gì đi đâu giang trần ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản mọi người ngưng trọng tất cả đều biết lần này giang trần muốn làm thực sự mọi người biết rồi đó cương vực nhân loại những năm qua chia rẽ không ngừng hoặc là nội loạn không ngừng hoặc là tính toán lẫn nhau nếu như cương vực nhân loại tiếp tục như vậy chỉ sợ không cần đợi tới lúc ma tộc xuất thế những dị tộc khác xâm lấn có thể triệt để phân liệt nhân tộc làm cho nhân tộc lâm vào kết cục diệt chủng những lời này của giang trần làm cho tâm tình tất cả mọi người vô cùng trầm trọng quả thực đúng như lời giang trần nói những năm gần đây trong cương vực nhân loại quả thực lâm vào trong vòng luẩn quẩn giữa các đại tông môn với nhau không ngừng tính toán phá lẫn nhua hiện tại sự yên tĩnh của cương vực nhân loại đã hoàn toàn bị phá nát Ma chảo của dị tộc đã dục dịch, không ngừng vươn tới địa bàn của nhân tộc. Nếu như nhân tộc trên cương vực nhân loại tiếp tục như vậy, rất dễ bị người ta phân hóa, bị người ta đánh bại. Điều này cũng không phải là nói quá lên, giống như phong vân giáo kia, xuất hiện trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, thiếu chút nữa làm cho cương vực nhân loại lâm vào trong trạng thái vạn kiếp bất phục. Hiện tại khu vực biên giới không ngừng bị đánh vỡ, dị tộc khắp nơi cũng không ngừng hiện lên. Giang Trần ngưng trọng, tiếp tục mở miệng, còn có một việc bổn thiếu chủ phải nhắc nhở các ngươi. Vài ngày trước, bổn thiếu chủ đi tới khu vực tuyệt địa phía Tây Bắc, khu vực tuyệt địa Tây Bắc này đã bị phá hủy, khu vực biên giới không còn. Quân tiên phong của khổ man tộc đã tới địa bàn tuyệt địa Tây Bắc. Nếu như không phải bổn thiếu chủ kịp thời đuổi tới nơi, ba đại giáo chủ của Nguyệt Thần Giáo, còn có các thánh nữ chỉ sợ đã rơi vào chôn tay khổ man tộc. Cả khu vực Tây Bắc chỉ sợ cũng rơi vào trong tay khổ man tộc. Khổ man tộc, bọn chúng, bọn chúng tới rồi sao? Hạo Thiên Đại Đế nghe thấy ba chữ Khổ Man tộc, biểu lộ nghiêm túc. Những người khác cũng không phải là ngoại lệ, hung danh của Man tộc từ thượng cổ tới nay, lực uy hiếp vẫn rất lớn. Phạm là người đã từng nghe nói qua hung danh của Man tộc, nghe thấy danh tự bọn chúng đều giật mình. Hàn Thiên chiến trầm giọng nói, vậy thực lực Khổ Man tộc kia vẫn hung hãn giống như thời thượng cổ sao? Giang Trần thiếu chủ đã từng giao chủ qua với Khổ Man tộc, vậy có cái nhìn thế nào về Khổ Man tộc kia? Trong mắt mọi người đều tràn ngập nghi hoặc thậm chí muốn từ chỗ Giang Trần biết được một ít tin tức về Khổ Man tộc. Chư vị, bổn thiếu chủ không thích nói chuyện giật gân, nhưng mà bất luận một tông môn nhất phẩm nào trong tám đại tông môn nhất phẩm cũng không thể ngăn cản nhóm người tiên phong của Khổ Man tộc này." Giang Trần vừa nói ra, cơ hồ tất cả tông chủ các tông môn đều biết sắc, biểu lộ ngưng trọng tới tận cùng. Từng tông môn nhất phẩm nào cũng không có cách nào chống cự quân tiên phong của Khổ Man tộc. Vậy Khổ Man tộc kia chẳng lẽ từ thời thượng cổ tới nay hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì tới thực lực sao? đoán chừng các ngươi sẽ có người cảm thấy bổn thiếu chủ nói qua lên không sao nếu như có cơ hội các ngươi sẽ đích thân chống lại khổ man tộc giang trần cũng nhìn ra được biểu lộ trên mặt những người này ít nhiều có chút bán tin bán nghi trong lúc nói chuyện bỗng nhiên ngoài cửa có người bẩm báo thiếu chủ ba đại giáo chủ nguyệt thần giáo xuất lĩnh chủ lực nguyệt thần giáo tới ngoài sơn môn khổng tước thánh sơn ba đại giáo chủ cùng với mấy vị thánh nữ cùng nhau tới cầu kiến giang trần thiếu chủ giang trần nghe vậy nao nao trong lòng lập tức hiểu rõ. Nguyệt thần giáo rốt cuộc cũng hiểu ra, biết rõ chuyện không còn cách nào khác, cho nên xuất lĩnh toàn bộ tới đây. Vừa vặn mời ba đại giáo chủ và chư vị thánh nữ tới đây nghị sự. Giang Trần đang lo không có ai hiện thân nói chuyện, chủ lực Nguyệt thần giáo đã tới, càng dễ dàng từ trong miệng các nàng làm cho những người kia biết rõ sự hung hãn của khổ ma tộc. Ba đại giáo chủ và mấy vị thánh nữ dưới sự dẫn dắt củ từ thanh tuyển rất nhanh đã đi tới hiện trường. Đại giáo chủ nhìn thấy Giang Trần, nữ khí có chút hổ thẹn. Giang Trần thiếu chủ, ân cứu mạng còn chưa kịp báo đáp, lần này lại tới quấy giày, bổn giáo thực sự xấu hổ. Giang Trần cười nói, đại giáo chủ tới vừa lúc, thế lực khắp nơi trong cương vực nhân loại vừa vặn tụ họp ở đây cùng bàn đại kế nhân tộc. Đại giáo chủ tới, thế lực khắp nơi trong cương vực nhân loại chúng ta đã tụ họp đông đủ. Đại giáo chủ cười khổ nói, không thể tưởng tượng được nguyệt thần giáo ta lại tới muộn nhất. Lần này may mà có Giang Trần thiếu chủ trưởng nghĩa viện trợ nếu không NTN ta chỉ sợ không còn cơ hội thương nghị với chư vị. Mọi người nghe vậy trong lòng đều trầm xuống, Tố Hoàn chân kia mở miệng hỏi, Đại giáo chủ, nghe nói Nguyệt thần giáo các ngươi giao thủ với khổ man tộc, vậy sức chiến đấu của khổ man tộc kia rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Có bao nhiêu đáng sợ sao? Đại giáo chủ cười khổ nói, Tố viện chủ, nói thật bổn giáo quả thực có chút xấu hổ không dám nói. Thực lực mạnh nhất của khổ man tộc rốt cuộc tới đâu bổn giáo thậm chí còn không nói được bởi vì bọn chúng còn chưa thi triển toàn bộ thực lực của mình mà bổn giáo cơ hồ đã bị diệt nếu không phải là gian trần thiếu chủ tới kịp lúc từ trên xuống dưới nguyệt thần giáo ta chỉ sợ khó tránh khỏi bị khổ man tộc làm nhục nhớ tới trận chiến này đại giáo chủ còn cảm thấy sợ hãi trong lòng nghe thấy đại giáo chủ nói như vậy tất cả mọi người nhìn nhau trong lúc nhất thời bầu không khí ở hiện trường vô cùng áp lực im ắng chỉ còn lại hô hấp dồn dập của mọi người khổ man tộc kia thực sự đáng sợ như vậy sao Chúng ta chỉ đối mặt với đội ngũ do một vương tử của một bộ lạc trong Khổ Man tộc xuất lĩnh. Trong đội ngũ kia chỉ ít có hai 3 tên cường giả thiên vị. Chương 2528, Tu hú chiếm tổ chim khách 1. Và LT, và JT, đại giáo chủ khẽ thở dài. Cả Khổ Man tộc có bao nhiêu bộ lạc, mỗi một bộ lạc có bao nhiêu cường giả thiên vị, không ai có thể giải đáp. Cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần, chuyện cho tới nước này mọi người rốt cuộc cũng biết được trước đó tuyệt đối không phải giang trần đang nói quá lên nếu như quân tiên phong của khổ man tộc đã có hai ba tên cường giả thiên vị như vậy bất luận một tông nào trong bọn họ quả thực không có bất kỳ tiền vốn nào đối kháng cho dù là nội tình của tông môn nhất phẩm thâm hậu tới đâu trước mặt cường giả thiên vị loại nội tình này có thể phát huy ra được bao nhiêu tác dụng cơ chứ khổ man tộc chỉ là một loại tộc ở khu vực biên giới phía tây bắc cương vực nhân loại khu vực biên giới như vậy có rất nhiều chỗ nếu như khu vực biên giới các nơi trước sau bị phá vỡ, các chủng tộc chung quanh nhân tộc đều nhao nhao tiến vào cương vực nhân loại, coi cương vực nhân loại như là một miếng thịt mỡ. Như vậy mà nói, chẳng phải cương vực nhân loại sẽ trở thành thịt cá trên thất, tùy ý để cho người ta chém giết sao. Bầu không khí ở hiện trường ngày càng áp lực, Hàn Thiên Chiến bỗng nhiên cười lớn, nói, ta nói các người ủ rũ như vậy làm gì, khổ ma tộc hung hãn như vậy, thì thế nào chứ? Còn không phải bị Giang Trần Thiếu Chủ đánh lùi sao? Năm đấu ly tộc hung hãn, ba đại cường giả thiên vị còn không phải ngoan ngoãn chạy về địa bàn mình sao? Phong vân giáo không ai bị nổi còn không phải bị giang trần thiếu chủ giáo huấn sao? Loạn thế xuất anh hùng, cương vực nhân loại chúng ta mỗi lần tới thời khắc nguy cấp, tồn vong sẽ có anh hùng xuất hiện. Từng người không ngừng ngang trời xuất thế, lãnh đạo nhân tộc thoát khỏi khốn cảnh. Cuộc chiến phong ma thượng cổ kia, đối thủ nhân tộc gặp phải, khốn cảnh mà nhân tộc phải chịu còn phức tạp hơn xa hiện tại. Kết quả thế nào chứ? nhân tộc chúng ta còn không phải vẫn đứng sừng sướng không ngã sao. Hạo Thiên Đại Đế cũng gật đầu nói, Giang Trần Thiếu Chủ từ khi xuất đạo tới nay đã có đại khí vận không ai bị nổi. Nói thật, cửu Dương Thiên Tông ta coi như từng có ân oán với Giang Trần Thiếu Chủ. Về sau, ta suy tính đại thế, phát hiện ta thế quật khởi của Giang Trần Thiếu Chủ không thể ngăn cản, tự nhiên thuận thế, biến chiến tranh thành tơ lụa. Cho tới nay, thành tựu của Giang Trần Thiếu Chủ, mọi người đều rõ như ban ngày hạo thiên ta có lời chân tình muốn nói tương lai giang trần thiếu chủ tất sẽ trở thành người đứng đầu cương vực nhân loại tất sẽ dẫn dắt nhân tộc thoát khỏi khốn cảnh hai đại tông chủ của tông môn mạnh nhất trước sau lên tiếng bầu không khí ở hiện trường cũng hòa hoãn hơn đôi chút tình trung đại đế cười ha hả nói lão phu xuất thân tán tu loại trường hợp này vốn không tiện nói thêm gì nhưng mà lão phu cũng có con mắt nhìn người giang trần thiếu chủ nhất định là người có đại phúc duyên một ngày nào đó Hồ man tộc cũng tốt, nam đấu ly tộc cũng tốt, thậm chí là ma tộc cũng vậy, nếu như trong nhân tộc có người nào có thể đánh bại bọn chúng thì nhất định phải là Giang Trần thiếu chủ mà không phải là những người khác. Tình trung đại đế là một trong sáu vị cự đầu giới tán tu, địa vị giang hồ của hắn cũng không kém hơn tông chủ các tông môn nhất phẩm. Hắn nói lời này cũng có vài phần thuyết phục, vô song đại đế ung dung cười nói, mạch mỗ không nói thêm gì, cái mạng này của ta Giang Trần thiếu chủ ít nhất đã cứu ba lượt. Mạch mỗ vì báo đáp đại ân của Giang Trần Thiếu Chủ, lần này năm vùng ở phong vân giáo 3 bốn năm. Ta chỉ muốn nói, giáo chủ phong vân giáo kia rất giỏi giả thần giả quỷ. Thế nhưng nếu muốn nói tới thống lĩnh một phương, hắn còn kém xa. Phong vân giáo so với Lưu Ly Vương Thành, cuối cùng chỉ là tôm tép mà thôi. Hai đại cự đầu tán tu mở miệng, không thể nghi ngờ có sức thuyết phục rất lớn. Giang Trần khoát tay cười nói, chư vị yêu quý Giang Trần ta như vậy, thực sự khiến cho ta có chút xấu hổ. Lời khách khí ta không nói nhiều, hiện tại cũng không phải là lúc để nói nhảm. Hôm nay chư vị tới đây, nguyện cùng sinh tử với ghi nác mỗ, đối kháng dị tộc. Là người cùng chung chí hướng với giang mỗ, nếu như là người ý chí không kiên định, lắc lư bất định thì mời rời khỏi nơi này. Ta cam đoan, tuyệt đối không ngăn cản, cũng tuyệt đối không làm khó dễ. Nguyện cùng giang trần thiếu chủ cùng sinh cùng tử. Đúng, xin giang trần thiếu chủ chủ trì đại cục, chúng ta nguyện ý thể chết nghe theo tha rằng chết trận cũng không trở thành nô lệ cho dị tộc tu sĩ nhân tộc chúng ta há có thể làm tay sai cho dị tộc bị dị tộc kia trà đạp tâm huyết mọi người cũng bị kích phát ra cả đám đều giống lớn lên nói miệng không bằng chứng cửu dương thiên tông ta nguyện ý lập lời thề đúng nói miệng không bằng chứng như vậy thì huyết thệ đi nếu như có người bằng mặt không bằng lòng lòng sinh dị tâm trời chu đất diệt đối kháng dị tộc nếu như có dị tâm thì ngay cả xúc sinh cũng không bằng không xứng làm người, đúng vậy, Giang Trần thiếu chủ làm nhiều chuyện cho nhân tộc như vậy, nếu như chúng ta ngay cả một chút lập trường như vậy cũng không kiên định, còn là người sao? Hiện tại trừ Giang Trần thiếu chủ ra, trừ Lưu Ly Vương thành ra, có ai có thể xuất lĩnh nhân tộc, đối kháng dị tộc đây? Lập tức thế lực khắp nơi nhao nhao yêu cầu lập huyết thệ. Lần này giống như kính chiếu yêu, rất nhiều gia hỏa ý chí không kiên định, không ngừng hiện nguyên hình, bị chiếu cho lòi đuôi. Đương nhiên, người do dự cuối cùng vẫn ít, trừ một số ít tông môn nhăn nhăn nhó nhó ra, không đủ sảng khoái ra, đại đa số tông môn đều vô cùng kiên định lập lời thề. Những thế lực tông môn lập trường không kiên định, Giang Trần cũng không làm khó bọn họ. Chỉ là khách khí tiến khách, mời bọn họ ra khỏi lưu ly vương thành. Còn lại, tự nhiên là những người chủ ý kiên định, những người này ở lại lưu ly vương thành. Chư vị, mọi người đã quyết định ở lại lưu ly vương thành, thừa dịp hiện tại thế cục còn chưa đại loạn bên trong tông môn các người có truyền thừa còn có môn nhân nào không có lui lại thì có thể thừa dịp lúc này lui lại theo bổn thiếu chủ phỏng đoán ngày cương vực nhân loại đại loạn không còn xa chuyện xảy ra ở lưu ly vương thành rất nhanh truyền tới tay phong vân giáo bên kia giáo chủ phong vân giáo hạ hầu kinh phiền muộn cực kỳ thở dài nói thư đạo hiếu xem ra chúng ta đã đánh giá cao khí tiết của giang trần này a à? thư vạn thanh lãnh đạm nói kẻ này quả thực giảo hoạt hạ hầu giáo chủ không cần nóng vội cho dù tiểu tử này không tiến quân lên Tây Bắc, không tử chiến với khổ man tộc kia. Chẳng lẽ khổ man tộc sẽ bỏ qua hắn như vậy? Hiện tại cực đầu các thế lực khắp nơi trong cương vực nhân loại này trên cơ bản đều ở lại lưu ly vương thành. Khổ man tộc kia một đường xuôi nam, thông suốt, sớm muộn gì cũng dẫn mình tới lưu ly vương thành. mươi 2529, tu hú chiếm tổ chim khách 2. Hạ Hầu Kinh có chút nôn nóng, nói, nói như vậy, thế nhưng lại không biết phải đợi tới khi nào thư vạn thanh thản nhiên nói người có thượng sách gì không hạ hầu kinh thở dài nói phải nghĩ biện pháp làm cho khổ man tộc đẩy nhanh tốc độ một chút thư vạn thanh trầm tư một lát quỷ dị cười cười muốn làm cho khổ man tộc nhanh một chút cũng không phải là không có biện pháp nếu như khổ man tộc bị đánh lén có nhân vật quan trọng nào xảy ra chuyện khổ man tộc tất sẽ điên cuồng dùng tính cách của khổ man tộc một khi bị chọc giận bọn chúng sẽ không để ý tới tất cả mà điên cuồng tấn công đến lúc đó khổ man tộc chắc chắn sẽ không chết không thôi với lưu ly vương thành hai mắt hạ hầu kinh sáng ngời. vẫn là thư đạo hữu có biện pháp a à? thư đạo hữu có bằng lòng lập kỳ công này cho bổn giáo hay không thư vạn thanh cười ha hả nói chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt muốn lão phu xuất mã cũng không phải là không được thư vạn thanh sống tới một đống tuổi như vậy đã không còn có tín niệm gì cả không quan tâm tới thiết tháo gì đó thứ hắn truy cầu là lợi ích của bản thân mình chỉ cần phù hợp với lợi ích của hắn trời hắn cũng có thể phá, đất hắn cũng có thể lật tung. Hạ hầu kinh trầm ngâm nói, chỉ cần thư đạo hữu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, bổn giáo chủ cam đoan. Nhất định sẽ cầu một vị trí cho thư đạo hữu ở vạn nguyên đảo. Thư vạn thanh trầm giọng nói, chuyện này là thực sao? Hạ hầu kinh nghiêm mặt nói, nếu như có sai, trời chu đất diệt. Hiện tại thư vạn thanh vô cùng khát vọng tiến về vạn nguyên đảo, tới địa phương thánh địa võ đạo trong truyền thuyết kia bởi vì cương vực nhân loại hiện tại thư vạn thanh nhìn không có một chút tiền đồ nào cũng cảm nhận không có hy vọng hạ hầu giáo chủ chờ tin tức tốt của thư mỗ thư vạn thanh nói xong đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ hạ hầu kinh nhìn thấy bóng lưng thư vạn thanh rời khỏi khóe miệng nở nụ cười lạnh cường giả thiên vị nhân tộc cũng không có cốt khí như vậy hạ hầu kinh đối với nhân tộc tự nhiên càng thêm xem thường giang trần bổn thiếu chủ cũng không tin người ngay cả cường giả đế cảnh cũng không phải mà có thể khuấy tan vũng nước đục trên cương vực nhân loại này. Hạ Hầu Kinh nói tới Giang Trần, trong lòng tuyệt đối là một bụng giận dữ, oán hận. Khu vực Tây Bắc, đại quân cổ na bộ lạc của khổ man tộc sau khi trải qua trận chiến với Giang Trần, tuy rằng không có suy giảm tới nguyên khí, thế nhưng lại chỉ hoãn tốc độ hành quân. Một ngày nọ, thám báo của cổ na bộ lạc rốt cuộc cũng xác định được tin tức rõ ràng, mang tin tức về Trung quân. Vương tử, khu vực Tây Bắc kia, Nguyệt thần giáo đã lui lại cả nguyệt thần giáo bây giờ vườn không nhà trống, căn bản không có gì cả. Cái gì, cốt thiên kình sau khi nghe được tin tức quả thực sướng sở không thôi. Ngay cả mấy thân vệ thiếp thân của hắn cũng nao nao. Mấy ngày nay bọn họ đều đang điều chỉnh, đều đang suy nghĩ đối sách, định ra kế hoạch tác chiến. Các loại khổ chiến, kế hoạch chiến đấu ác liệt không biết đã được suy diễn bao nhiêu lần. Vốn hắn đã chuẩn bị gặm khúc xương cứng này, thậm chí bọn họ còn phát ra cầu cứu trở về cổ na bộ lạc, xin bộ lạc tiếp tục phái mấy cường giả thực lực mạnh mẽ tới trợ trận hiển nhiên bọn họ đối với giang trần đối với dũng sĩ cự thạch nhất tộc cũng vô cùng kiêng kỵ dùng binh lực hiện tại của bọn họ muốn bắt nguyệt thần giáo tuyệt đối là nắm chắc thế nhưng mà vạn nhất giang trần ở lại nguyệt thần giáo cùng quyết chiến với cổ na bộ lạc bọn họ ở khu vực tây bắc này muốn bắt được toàn bộ người nguyệt thần giáo độ khó rất lớn cho nên bọn họ mới có thời gian trì hoãn mấy ngày qua như vậy hiện tại đã xác định viện quân đang trên đường tới rất nhanh sẽ tới đây hội họp, bọn họ bắt đầu chính thức đẩy mạnh tốc độ hành quân. Ai ngờ, tới khu vực Tây Bắc, tới trong khu vực Nguyệt Thần Giáo khống chế, lại nhận được tin tức khiến cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm như vậy. Nguyệt Thần Giáo rút lui, hơn nữa không đơn thuần là rút lui, cả địa bàn do Nguyệt Thần Giáo thống trị căn bản không có bất kỳ phòng hộ nào. Cánh cửa Tây Bắc này triệt để rộng mở, tùy ý để cho khổ man tộc bọn họ dương oai. Đáng giận, hiển nhiên Cốt Thiên Kình đã ý thức được mình bị Nguyệt Thần Giáo chơi một vố bỏ qua cơ hội tốt nhất, nếu như lúc ấy bọn họ thừa thắng truy kích, đại tông môn như Nguyệt Thần Giáo kia tuyệt đối không thể nào rút lui nhanh chóng, thuận lợi như vậy được. Chỉ tiếc trì hoãn mấy ngày, Nguyệt Thần Giáo đã thong rong rời đi. Nguyệt Thần Giáo kia có lưu lại gì không? Lão giả gọi là cốt kỳ hỏi, tên thám báo kia lắc đầu nói, trừ sơn môn Nguyệt Thần Giáo không có mang đi, những thứ có thể mang đi cơ hồ đều bị mang đi. Ngay cả người xem xét gia viên cũng không có, đi thực là triệt đề, cốt thiên kình nghiến răng nghiến lợi, nhân tộc giảo hoạt, nhân tộc giảo hoạt, xem ra lão tổ tông chúng ta nói quả không sai, nhân tộc chẳng những giảo hoạt, hơn nữa còn không có một chút cốt khí nào. Đánh không lại thì bỏ chạy, hừ, hòa thượng chạy trốn, miếu không chạy được, bọn họ đem địa bàn nguyệt thần giáo nhường lại, vừa vặn chúng ta tiếp nhận trước đã. Đã không kiếm được chỗ tốt, vậy thì chiếm địa bàn của bọn chúng cũng tốt. Khổ man tộc muốn xuất binh chiếm cương vực nhân loại cũng cần một cứ điểm. Không có khả năng giống như châu chấu, chạy tới đầu tính tới đó. Nếu như một mình xâm nhập, không có tiếp tế, vạn nhất đại quân vây quanh, khi đó được không bù mất. Lưu Ly Vương Thành, tuy rằng thế lực khắp nơi đã quyết định đầu nhập vào dưới trướng Giang Trần, phụ thuộc vào Lưu Ly Vương Thành. Nhưng mà Giang Trần cũng không có bởi vậy mà đắc ý quên mình. Không hề nghi ngờ, có những thế lực này gia nhập, thực lực của Lưu Ly Vương Thành tăng lên rất nhiều. Thế nhưng mà nhân mã khắp nơi tới đây cũng phát sinh vấn đề mới những vấn đề này Giang Trần toàn quyền giao cho tỉnh Trung Đại Đế xử lý. Dùng thực lực và uy vọng của tỉnh Trung Đại Đế, cũng chỉ có hắn mới làm tốt chuyện này. Lúc nên hát mặt đen thì hát mặt đen, khi nên hát mặt đỏ thì hát mặt đỏ. Lực chú ý của Giang Trần đặt ở trên khổ man tộc. Có phệ kim thử nhất tộc, trên phương diện tình báo Giang Trần có ưu thế siêu nhiên, nhất đẳng. Rất nhanh hắn đã nhận được tin tức từ tiền phương, khổ man tộc chiếm cứ sơn môn nguyệt thần giáo. Giang Trần nghe tin tình báo này cũng có chút ngoài ý muốn. Khổ Man tộc này không ngờ lại có thể bảo trì bình thản như vậy. Sau khi biết được Nguyệt Thần giáo thối lui, vậy mà không có tham công, Liều lĩnh, ngược lại còn làm ra hành động chắc chắn, chiếm giữ sơn môn Nguyệt Thần giáo như vậy. Như vậy làm cho Giang Trần cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì theo Giang Trần thấy, Khổ Man tộc hẳn là huệ duệ man tộc thượng cổ, phong cách hành sự là dũng mãnh, chỉ có sức mạnh, không có quá nhiều mưu lược gì chương 2530, cung truyền thừa thứ ba một Hiện tại xem ra hắn đã đánh giá thấp khổ man tộc. Giang Trần không khỏi nhớ tới trận chiến ở tuyệt địa Tây Bắc. Trận chiến ấy, Giang Trần nhớ rất rõ ràng, hắn dùng thánh long cung 5 lần 7 lượt muốn ám toán vương tử khổ man tộc kia. Bất đắc dĩ, mấy cận vệ bên người tên vương tử kia một tắc không rời, làm cho hắn không tìm thấy bất luận sơ hở gì. Từ tình huống này có thể thấy được cổ na bộ lạc thuộc khổ man tộc này tuyệt đối không phải là loại mãng phu chỉ biết dùng sức mạnh. Kỳ thực Giang Trần ưa thích loại mãng phu chỉ biết dùng sức mạnh này hơn. Nếu như khổ man tộc làm gì chắn đó, hắn lại không thích. Lão Kim, bảo hậu duệ người chú ý an toàn, tiếp tục dám thị động tính khắp nơi trong cương vực nhân loại. Phàm là gió thổi cỏ lay, đều phải nhanh chóng hồi báo một chút. Dùng năng lực sinh sôi nảy nở của phệ kim thử nhất tộc, hiện tại hoàn toàn có thể an bài tai mắt khắp nơi trong cương vực nhân loại. Đây là ưu thế lớn nhất của Giang Trần trong giai đoạn hiện tại. Có phệ kim thử làm tai mắt, một chút gió thổi cỏ lay khắp nơi hắn đều có thể biết sớm có thời gian bố trí trước trên thực tế giang trần ám chỉ nguyệt thần giáo buông bỏ sơn môn cũng không phải là giang trần thực sự không quan tâm tới nguyệt thần giáo kỳ thực hắn cũng có ý tứ làm cho địch nhân chủ quan chỉ tiếc cổ na bộ lạc kia không có mắc lừa nếu như đội ngũ tiên phong của cổ na bộ lạc này nhìn thấy nguyệt thần giáo mềm yếu như vậy sẽ càng thêm kiêu căng mù quáng đẩy nhanh tốc độ đến lúc đó giang trần chỉ cần chọn một nơi đánh lén thích hợp đánh lén đối phương. Bất đắc dĩ cổ na bộ lạc này lại làm chắc chắn như vậy, tiến vào trong sơn môn nguyệt thần giáo, nhìn tư thế, rất giống như chuẩn bị đánh lâu dài. Khổ man tộc như vậy càng làm cho Giang Trần cảm thấy khó mà đối phó được. Bỏ đi, khổ man tộc kia tiến vào trong nguyệt thần giáo, chỉ sợ trong lúc nhất thời ba khắc, cũng không đánh tới lưu ly vương thành. Tu vi của ta hiện tại đã tới hoàng cảnh cao dai, đạt được tư cách trùng kích tam cung truyền thừa. Năm đó khi trùng kích cung thứ hai, trùng tiêu tông giả khuyên bảo, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại ta đã là hoàng cảnh thất trọng, phương diện tư cách không có vấn đề. Kỳ thực gần đây Giang Trần luôn suy nghĩ vấn đề này, hắn cảm thấy dùng thế cục hiện tại, hắn phải mau chóng tiến vào cung thứ ba, thu hoạch thêm một chút tiền vốn nữa. Lục cung truyền thừa, cung sau so với cung trước còn ưu việt hơn. Lục cung truyền thừa này chính là truyền thừa cuối cùng của Lưu Ly Vương Thành. Năm đó trùng tiêu tông giả từng nói với hắn, lục cung truyền thừa. Mỗi hai cung đại biểu cho một cấp độ, hai cung trước tranh lệch không lớn cơ hồ không có khác biệt nhưng mà giữa cung thứ hai và cung thứ ba khác biệt sẽ rất nhiều cung thứ ba có lẽ sẽ xuất hiện kỳ ngộ mà hắn không thể tưởng tượng được đến cung thứ tư có lẽ khác biệt với cung thứ ba cũng không lớn nhưng mà cung thứ năm và cung thứ tư giữa hai cung lại có khác biệt về chất giang trần quyết định xông vào cung thứ ba này mượn cơ hội lần này xông vào cung thứ ba sau khi giang trần có chủ ý này gọi tám huynh đệ cự thạch nhất tộc tới còn có thần điều chu tước, cùng với mấy đại đế tâm phúc. Chư vị, hiện tại phương diện võ đạo của ta còn có một cọc cơ duyên. Cần bế quan một đoạn thời gian, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, lâu thì dăm 3 tháng. Những ngày này, mặc kệ bên ngoài có xảy ra chuyện gì, Lưu Ly Vương Thành đều không cần để ý mà thủ hộ bản thân. Nếu như là khổ man tộc giết tới, mọi người cùng nhau hợp lực, trước tiên ngăn chặn đối phương, không cần nóng lòng quyết chiến. Tất cả chờ ta xuất quan rồi nói sau. Tốc độ phát triển của Giang Trần hiện tại quyết định vận mệnh Lưu Ly Vương Thành. Quyết định vận mệnh cương vực nhân loại, mọi người nghe nói phương diện võ đạo Giang Trần còn có lĩnh ngộ mới, tự nhiên vô cùng phấn chấn. Tốc độ tăng trưởng võ đạo của Giang Trần tất cả mọi người đều rõ ràng như ban ngày. Giai đoạn hiện tại, tuy rằng thế cục vô cùng gấp gáp, đáng lo lắng, nhưng mà mọi người đối với tốc độ phát triển của Giang Trần cũng vô cùng quan tâm. Thiếu chủ, cho dù trời có sập xuống, tốc độ phát triển võ đạo của người cũng không thể chậm trễ. Người yên tâm đi, khổ man tộc kia không có ba đầu sáu tay, cho dù bọn chúng có hãm thành, chúng ta cũng có thể tự ứng phó được. Chúng ta nhất định nây theo thiếu chủ phân phó, làm gì chắc đó. Thần điều chu tước nói lời hứa hẹn, Giang Trần, nhân tộc các ngươi, người có thể khiến cho bản linh bội phục không nhiều lắm, ngươi là một trong số đó. Yên tâm đi, năm đó bản linh có thể tận chức làm vậy với Thánh Nhất Tông, đối với người ta cũng có thể làm được. Người cứ đi bế quan đi, có bản linh ở đây, Tuyệt đối sẽ không để cho khổ man tộc trà đạp mảnh thổ địa này của lưu ly vương thành ngươi Hư, mà tộc lợi hại bản linh cũng không thèm khuất phục Huống chi là loại chủng tộc thấp kém như khổ man tộc Đừng nhìn thần điều chu tước kiêu ngạo Trong lòng nó, tuy rằng nhân tộc không ra hồn Nhưng giàu gì cũng là cũng là tộc đàn đứng đầu cuộc chiến phong ma thượng cổ Khổ man tộc kia thì tính là gì? Đừng nhìn khổ man tộc kia hung hãn Ở cuộc chiến phong ma thượng cổ, bọn họ cũng chỉ là một tộc nhỏ ma tộc người ta thậm chí còn khinh thường đi tới địa bàn khổ man tộc, không thèm để ý tới khổ man tộc. Tộc đàn như vậy, thần điều chu tước quả thực không để vào trong mắt. Ân công, yên tâm đi, đại thạch vỗ ngực, mấy huynh đệ chúng ta không quản bọn chúng là khổ man tộc hay là nhạc man tộc, muốn nói đánh nhau, cự thạch nhất tộc chúng ta sợ ai chứ. Giang Trần thấy sĩ khí mọi người tăng vọt, trong lòng cũng có chút vui mừng. Tốt, Giang Trần nhếch miệng cười nói, có chư vị tận tâm tận lực như vậy, bổn thiếu chủ cũng yên tâm. Sau khi sắp xếp xong, Giang Trần cũng không có chậm trễ, tìm mật thất, thúc giục thời không ấn phù. Độn quang lưu chuyển, thông đạo thời không trực tiếp mở ra, cuốn Giang Trần vào đệ tam cung trong lục cung truyền thừa. Đây là lần thứ hai Giang Trần đi vào cung thứ ba. Lần trước mượn đường vào cung thứ ba trong lục cung, Giang Trần tới vội vàng, đi cũng vội vàng, đối với cung thứ ba cũng không có bất kỳ ấn tượng nào. Chỉ nhớ rõ thủ hộ giả của cung thứ ba này dường như là một tiền bối có thanh âm lười biếng, trên thực tế lần này tiến vào, thời gian so với lần trước cũng không cách quá lâu. Trong khoảng thời gian này, Giang Trần đại chiến với phong vân giáo một hồi, sau đó lại đi tới tuyệt địa Tây Bắc. Tuy rằng thời gian cũng không tính là quá lâu, nhưng mà Giang Trần lần nữa tiến vào lại có một loại áp lực khó hiểu. Bởi vì lần trước khi mượn đường tới đây, Giang Trần còn nhớ rõ, thủ hộ giả của cung thứ ba này dường như còn có chút mất hứng, cảm thấy hắn mượn đường tới cung thứ ba này là một loại mạo phạm với bản thân mình chương 2531, cung truyền thừa thứ ba, hai. Tuy rằng cuối cùng cho đi, nhưng Giang Trần thực sự lo lắng mình đã lưu lại ấn tượng không tốt cho thủ hộ giả cung thứ ba này. Khi Giang Trần bước vào cung thứ ba, cảnh tượng trước mắt làm cho Giang Trần dần dần, dần có cảm giác quen thuộc. Lần trước mượn đường tới đây, tuy rằng Giang Trần vội vã, nhưng mà vẫn quan sát được một ít chi tiết. Lúc ấy vị thủ hộ giả của cung thứ ba này còn từng nói qua, cân nhắc tăng lên một chút độ khó. Giang Trần không sợ tăng lên độ khó, hắn chỉ sợ tính tình của vị thủ hộ giả cung thứ ba này cổ quái không dễ hầu hạ cố ý làm khó dễ hắn chậm trễ tiến độ lại gặp phiền phức hiện tại bên ngoài chiến hỏa có thể nổ ra bất kỳ lúc nào vạn nhất chiến sự phát sinh hắn ở trong cung thứ ba này trong lòng cũng khó có thể bình an được thôi vậy đi một bước tính một bước tiếp trước ta có thời gian trăm vạn năm thứ gì mà chưa từng thấy qua chứ hắn muốn làm khó dễ ta được sao giang trần có chủ ý này trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều không có tâm tình lo được lo mất như lúc trước nữa tiểu gia hỏa người xác định không phải ngươi đang trêu đùa bổn đại nhân đó chứ thanh âm lười biếng mang theo chút tức giận vang lên bên tai giang trần tâm thần giang trần dùng mình thanh âm này tuy rằng lười biếng thế nhưng bên trong lười biếng lại có một cỗ uy nghiêm khó hiểu từ khí thế ẩn chứa trong thanh âm này giang trần có thể cảm nhận được rõ ràng vị thủ hộ giả của cung thứ ba này tu vi nhất định còn trên thiên côn thượng nhân và trùng tiêu tôn giả giang trần lập tức ôm quyền nói Tiền bối, lần trước tiểu tử mượn đường tới đây là do nguy cấp. Hôm nay tiểu tử đã xử lý xong vấn đề, trước tiên tới xin lỗi với tiền bối một câu. Hừ hừ, tiểu tử nhà ngươi, ngươi đừng có dẻo mép. Bổn đại nhân nhìn thấy lúc ngươi mới tới còn có chút tâm thần bất định, bất an. Hiện tại giống như trên người của ngươi không có sự kinh sợ mà một người xin lỗi nên có a. À. Thanh âm kia giống như có thể nhìn thấu nội tâm Giang Trần vậy, không ngờ lại có thể thông qua chi tiết nhỏ nhặt như vậy quan sát ra tâm tư của Giang Trần giang trần khẽ giật mình quả thực có chút khó xử quả thực hắn đã bị thủ hộ giả cung thứ ba này nói chúng ngay từ đầu hắn còn lo được lo mất sau khi nghĩ thông suốt trong lòng hắn bình tĩnh lại không hề có ý tứ kinh sợ nữ a à. không ngờ thủ hộ giả cung thứ ba này không ngờ lại nhạy cảm như vậy tiền bối tin rằng người cũng không hy vọng người có tư cách đi tới thừa kế cung thứ ba này là một tiểu tử nhát như chuột nơm nớp lo sợ như cừu non a à. giang trần không có gánh nặng tâm lý cho nên dứt khoát nói ra hắn cảm thấy lục cung truyền thừa này cuối cùng vẫn là khảo nghiệm thiên phú và khí chất của người thừa kế chủ nhân lưu ly vương thành này mời những người này tới thủ hộ lục cung truyền thừa chẳng lẽ những người này lại là người có thù tất báo hẹp hòi như vậy sao giang trần không tin cho nên hắn quyết định đánh cuộc một lần thanh âm kia trầm mặc một lát dường như đang đánh giá người trẻ tuổi to gan lớn mật này vô số năm qua từ thượng cổ tới nay người có thể đi tới cung thứ ba cơ hồ đã ít càng thêm ít nhưng mà giống như người trẻ tuổi trước mắt, lại có lá gan nói chuyện với thủ hộ giả cung thứ ba như hắn vẫn là người đầu tiên. Hơn nửa tiểu tử này rõ ràng không có một chút giác ngộ ái náy gì, nhìn qua hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi đối với hành động bất kính, mượn đường tới cung thứ ba. Tiểu tử này có chút ý tứ, nhưng mà với tư cách là thủ hộ giả cung thứ ba, tự nhiên hắn sẽ không bởi vì tiểu tiết nhỏ này mà phủ nhận toàn bộ, hoặc là tán thành giang trần toàn bộ. Bầu không khí ở hiện trường hơi có chút nặng nề. Thủ hộ giả cung thứ ba này dường như cố ý ra nan để cho Giang Trần, Queeniger không có ra mặt đánh vỡ bầu không khí nặng nề này. Giang Trần cũng biết được đại khái, biết thủ hộ giả cung thứ ba này hẳn là cố ý làm như vậy, hắn lập tức ôm quyền nói: "Tiền bối, tiểu tử Giang Trần, hiện tại chấp trưởng Lưu Ly Vương Thành, kính hỏi tôn tính đại danh của tiền bối." Theo như quy củ, bất luận một thủ hộ giả nào trong lục cung truyền thừa, đối với người thừa kế sông tới cung của mình đều phải công bằng. Đương nhiên trong công bằng công chính này tự nhiên cũng cho phép một chút thưởng thức. Nhưng mà có một điểm không thể xem nhẹ, đó chính là bất luận một thủ hộ giả nào của lục cung truyền thừa không thể che giấu tin tức cơ bản. Giang Trần hỏi tính danh của hắn, thủ hộ giả cung thứ ba này phải trả lời. Người trẻ tuổi, người có thể gọi lão phu là hồng hầu. Thủ hộ giả cung thứ ba gọi là hồng hầu này hừ lạnh nói. Thì ra là hồng hầu tiền bối. Giang Trần lại ôm quyền với hư không, tiền bối, tiểu tử đi tới đây, Đối với chuyện lục cung truyền thừa cũng biết một hai. Trước đó cũng ở chung không tệ với Thiên Côn thượng nhân, trùng tiêu tôn giả tiền bối. Tin rằng tiểu tử và Hồng Hầu tiền bối nhất định cũng ở chung không tệ. Chỉ là lần trước mượn đường tới cung thứ ba này, nếu như có chỗ nào đắc tội, kính mong Hồng Hầu tiền bối khoan dung nhiều hơn. Giang Trần biết rõ, nếu như trong lòng Hồng Hầu tiền bối này có khó chịu mà nói, nhất định là bởi vì chuyện lần trước hắn mượn đường tới nơi này mà ra. Giang Trần là một vãn bối hạ thấp mình một chút nhận lỗi cũng không có gì là mất mặt tiền bối ngày đó gấp gáp chuyện quá đột nhiên người công kích Lưu ly vương thành chính là hậu duệ vạn nguyên đảo vạn nguyên đảo ở thời kỳ thượng cổ làm đào binh hiện tại con cháu bọn chúng lại trở lại cương vực nhân loại gây sóng gió dường như sẽ một lần nữa gây tai họa với cương vực nhân loại mà mấy năm gần đây khu vực biên cảnh lại không ngừng bị phá vỡ dị tộc quanh thân cũng dục dịch những thứ này cũng không tính đáng sợ nhất là ma tộc thượng cổ đã có xu thế cho tàn lại cháy hiện tại cương vực nhân loại tựa như một nồi nước canh đang sôi trào vậy giang trần than nhẹ một tiếng nếu không phải như vậy chỉ sợ vãn bối cũng không vội vã đi vào cung thứ ba trong lục cung truyền thừa như vậy vãn bối ở bên ngoài thực sự có chút lực bất tòng tâm cho nên mới nghĩ tới lục cung truyền thừa tìm một chút kế sách đối phó từ tiền bối thượng cổ Giang Trần mặc kệ đối phương có thích vuốt mông ngựa hay không, dù sao trước tiên cũng nên vuốt mông ngựa một chút đã. Thủ hộ giả cung thứ ba gọi là hồng hầu kia nghe thấy Giang Trần nói như vậy, quả nhiên trong lòng cũng cảm giác nhẹ nhàng hơn đôi chút. Cũng không phải thực sự hắn vì chuyện Giang Trần mượn đường vào đây mà tức giận. Mà hắn muốn thừa dịp cơ hội này dạy bảo người trẻ tuổi kia một chút. Nhìn xem người trẻ tuổi kia vào thời khắc đặc thù có biện pháp ứng đối như thế nào. Từ biểu hiện của Giang Trần xem ra, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không chút hoang mang, coi như là có phong độ đại tướng. chương 2532, Hồng Hầu Cung. Cho nên, Hồng Hầu này tuy rằng tính cách thích bắt bẻ, nhưng mà ấn tượng trực quan đối với Giang Trần so với lần trước tốt hơn không ít. Ít nhất, người trẻ tuổi kia nhìn qua không phải là không vừa mắt như vậy. Không giống như những thiên tài khác, thích ăn nói bốc phét, thích tránh nặng tìm nhẹ. Người nói người gọi là Giang Trần. Hồng Hầu mở miệng, tiểu tử quả thực gọi là Giang Trần. Giang Trần khom người nói, nhìn tuổi tác ngươi bất quá chỉ có 30 tuổi, nhìn tuổi tác này của ngươi, ở cương vực nhân loại có lẽ là ở trong hàng ngũ thiên tài trẻ tuổi, tại sao Lưu Ly Vương Thành hiện tại lại do ngươi chấp trưởng Hiện tại Lưu Ly Vương Thành đã tới tình trạng nhân tài điêu linh như vậy sao? Còn trẻ như vậy đã chấp trưởng Lưu Ly Vương Thành, chuyện này khiến cho Hồng Hầu không thể không hoài nghi thực lực của Lưu Ly Vương Thành hiện tại. Tiền bối, tiểu tử khống chế Lưu Ly Vương Thành cũng là bởi vì cơ duyên mà thôi. Lập tức, giang trần đem quan hệ giữa mình và khổng tước đại đế cùng với ước định giữa song phương nói qua một chút sau khi hồng hầu nghe xong ngữ khí hòa hoãn hơn rất nhiều tiểu tử nếu như ngươi không có nói dối quả thực ngươi là một tiểu tử có thể đảm đương có thể đi tới cung thứ ba trong lục cung coi như ngươi không tệ tâm tình của hồng hầu rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều được rồi cung thứ ba này dùng tên của bổn đại nhân làm tên gọi là hồng hầu cung ngươi nhớ kỹ ở hồng hầu cung này Ngươi chỉ có thông qua khảo nghiệm của bản hầu mới có thể thông qua cung này, nhận được truyền thừa ở cung này. Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Giang Trần cũng biết khảo nghiệm của cung thứ ba này tuyệt đối không đơn giản. Nhưng mà chuyện cho tới nước này, hắn đã tới, cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tốt. Không hầu tiền bối, ta đã không còn đường lui, Lưu Ly Vương Thành đã tới thời khắc sinh tử tồn vong. Cương vực nhân loại cũng đứng trước thời kỳ biến đổi, không thành công cũng thành nhân. Ngữ khí của Giang Trần rất là kiên định rất tốt trong thanh âm của hồng hầu khó có được một tia tán thưởng người cũng phải nhớ kỹ hồng hầu cung này đã có khảo nghiệm thì có nguy cơ người ở thiên côn cung ở đan tiêu cung có lẽ đều không gặp được chuyện nguy hiểm tới tính mạng nhưng mà ở hồng hầu cung người có khả năng sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm tới tính mạng bản hầu có thể nói cho người biết rõ một chuyện không phải chưa từng có thiên tài bỏ mạng ở cung thứ ba này trong lòng giang trần khẽ động lại thản nhiên cười nhạt nói đã tới nơi này thì cũng phải có giác ngộ đó tiền bối mời ra để đi tiểu tử thiên côn thượng nhân và trùng tiêu tôn giả có lẽ không nói tới bản hầu với ngươi nhưng mà ngươi đã xông tới cửa này thì cũng có cái quyền này bản hầu trấn thủ cung thứ ba này cũng không định chuẩn bị cho ngươi nhiều chướng ngại như vậy ta chỉ bố trí hai đạo khảo nghiệm khảo nghiệm thứ nhất chính là khảo nghiệm thần thức của n ngươi dùng tu vi của ngươi nếu như đơn thuần là khảo nghiệm cảnh giới thần thức đối với ngươi mà nói tuyệt đối là bất lợi nhưng mà Bản hầu hiện tại chỉ chú trọng tìm kiếm thiên tài chính thức, mà không phải là cảnh giới tuyệt đối của ngươi. Cảnh giới thấp một chút không thành vấn đề, thiên tài chính thức coi trọng tiềm lực. Nếu như thần thức ngươi có tiềm lực, có thể chinh phục bản hầu mà nói, vậy cửa khảo hạch đầu tiên ngươi có thể bình yên thông qua. Sau khi thông qua đạo khảo hạch đầu tiên, tự nhiên sẽ có đạo khảo hạch thứ hai xuất hiện. Giang Trần khẽ gật đầu, không hầu tiền bối, tiểu tử đã chuẩn bị tốt, khảo nghiệm thần thức, Giang Trần nghe thấy nội dung khảo hạch như vậy, trong lòng chẳng những không có lo lắng, ngược lại còn có chút vui vẻ, đây chính là hạng mục mà hắn mạnh a. À. Cảnh giới thần thức của hắn tuyệt đối là vượt quá cảnh giới võ đạo. Mặc kệ khảo nghiệm của Hồng Hầu này là cảnh giới thần thức hay là tiềm lực của thần thức, Giang Trần đều tự tin mình hoàn toàn có thể thông qua. Hồng Hầu hiển nhiên cũng quan sát được sự tự tin từ trong nụ cười của Giang Trần. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc, trên người trẻ tuổi này có một thứ đặc biệt khiến cho Hồng Hầu vô cùng thưởng thức, đó chính là sự tự tin. Trên người trẻ tuổi này, không hầu nhìn thấy sức mạnh của nghé con không sợ hổ. Điều khiến cho hắn kinh ngạc nhất không phải là loại sức mạnh này, mà là sau sức mạnh này, chính là sự tự tin phát ra từ tận nội tâm của người trẻ tuổi kia. Có rất nhiều người trẻ tuổi, người trước người sau đều giả vờ chấn định, giả vờ tự tin, giả bộ như trời đất có sụp xuống cũng không có biến sắc. Thế nhưng mà đối với những cường giả đỉnh cấp chính thức mà nói, đại đa số đều có thể nhìn ra ai thực sự tự tin, ai giả vờ giả vịt tự tin. Mà loại tự tin của Giang Trần, hồng hầu nhìn ra được đó chính là một loại tự tin phát ra từ tận nội tâm tuy rằng hồng hầu ngạc nhiên thế nhưng lại không có lên tiếng mà chỉ thầm nghĩ trong lòng người trẻ tuổi kia hoặc là nhân kiệt chính thức hoặc là một người ngông cuồng vàng thật cần phải qua lửa để xem tiểu tử này rốt cuộc là vàng thật hay là đồng nát sắt vụn một ý niệm của hồng hầu xuất hiện thúc giục thần thức trong hư không lập tức xuất hiện từng đạo gợn sóng cổ quái những gợn sóng này tựa như một cái màn lớn không ngừng bị vạch ra Đợi sau khi màn gợn sóng này triệt để vạch ra, trên vách tường bốn phía lại hiện lên vài bức đồ án kỳ diệu. Những đồ án này nhìn qua hoàn toàn giống nhau, giống như được đúc ra từ cùng một khuôn mẫu vậy. Người trẻ tuổi, người nhìn thấy chín bức đồ án này không? Ánh mắt Giang Trần nghiêm túc, nhìn qua từng bức đồ án tràn ngập huyền ảo. Hắn hít sâu một hơi, gật đầu nói. Tiểu tử đều nhìn thấy. Rất tốt, chín bức đồ án này vốn chính là khắc họa một bức địa đồ hoàn chỉnh. Nhưng mà chỉ có một bước trong đó là hoàn mỹ không tì vết Tám bước còn lại nhìn qua không sai biệt lắm Kỳ thực đều có chút khuyết điểm Mỗi một bước đều có khuyết điểm vô cùng nhỏ nhặt Vô cùng giống nhau Kỳ thực đều rất nhỏ Thứ người cần làm chính là tìm ra bước đồ án hoàn mỹ không tì vết Đồng thời còn phải tìm ra sự khác biệt rất nhỏ trong tám bước đồ án còn lại Không thể không nói đề mục này vô cùng khó Gần như là biến thái Bởi vì gian trần trần nhìn qua chín bước đồ án này hoàn toàn nhìn không ra chút gì khác nhau. Cho dù là Giang Trần có nhãn lực biến thái, trong lúc nhất thời cũng khó mà tìm ra sơ hở được. Được rồi, ngươi chỉ có thời gian một giờ. Trong vòng một giờ nếu như ngươi không có hoàn thành thì coi như là vượt ải thất bại. Ngữ khí của Hồng Hầu lúc này lại có chút nhân tình. Trong lòng Giang Trần tuy rằng nghiêm túc, thế nhưng lại gật gật đầu, nói. Được, nếu như chín bước đồ án này thực sự khác nhau, thực sự chỉ có một bước hoàn mỹ không tì vết mà nói, Giang Trần tự tin mình nhất định có thể tìm ra được. chương 2533, hai đạo khảo nghiệp 1. Lập tức, Giang Trần thi triển thiên mục thần đồng phối hợp với tà ác kim nhãn, thúc giục thần thức, bắt đầu nhìn từng bước đồ án một. Mỗi một bước đồ án rõ ràng đều vô cùng thâm ảo. Giang Trần khi mới ra tay thậm chí còn có cảm giác váng mắt, đau đầu. Đồ án thật cường đại, đồ án này rõ ràng ẩn chứa tác dụng mê hoặc đáng sợ. Chẳng lẽ đây là một bước mê đồ? nếu như không phải thần thức của giang trần đủ cường đại chỉ sợ bị đồ án huyền ảo này làm cho choáng váng như vậy cũng đủ để khiến cho não nổ tung ra sau khi có đòn dao oai phủ đầu này giang trần cũng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều kiên nhẫn hơn rất nhiều sau khi bình phục cảm xúc một chút thần thức giang trần càng thêm ổn định mà đạo dây truyền phong ấn trong thức hải của hắn gần đây giống như núi lửa im lặng bao nhiêu năm bỗng nhiên thức tỉnh chậm rãi trở nên sinh động đạo dây truyền phong ấn này đối với giang trần mà nói không thể nghi ngờ là một trợ lực rất lớn. Mấy lần trước chiến đấu, đạo dây truyền phong ấn này liên tục làm cho hắn đột phá khi sử dụng thánh long cung. Làm cho lĩnh ngộ trên phương diện cung tiến cũng không ngừng có linh cảm. Tất cả chuyện này đều là dấu hiệu tốt. Giờ phút này Giang Trần toàn lực nhìn chín bước địa đồ này, đạo dây truyền phong ấn trong thức hải cũng không tự chủ mà bắt đầu sinh động. Khi đạo dây truyền phong ấn tổng thức hải Giang Trần thức tỉnh, cảnh giới thần thức của hắn cơ hồ có thể lập tức tăng thêm 3 tới 5 lần vốn có một chút mơ hồ không rõ một ít thứ, những thứ này lập tức trở nên rõ ràng vô cùng. Chín bước đồ án cũng giống như vậy, mới đầu Giang Trần nhìn qua chín bước đồ án này, cùng chỉ cảm thấy bề ngoài của nó, cái hiểu cái không. Thế nhưng mà đạo dây truyền phong ấn này lại làm cho thần thức Giang Trần được gia trì thêm cường đại, làm cho lực tập trung của thần thức hắn lập tức bạo tăng. Cái này, đồ án này quả nhiên là một mê cung đồ, đây là trận đồ cửu cung mê A. Giang Trần rốt cuộc cũng nhìn ra được chút môn đạo, Hắn còn tưởng rằng đây là chín bước địa đồ bình thường, lại không ngờ rằng chín bước địa đồ này dĩ nhiên là một tổ hợp, một chỉnh thể. Mặc dù nói tám bước trong đó là bất đồng, nhưng mà bất đồng giữa các bước với nhau chỉ bất quá là khác nhau giữa sống và chết. Trận đồ cửu cung mê trận này, trong đó chỉ có một bước là sinh lộ, mà tám bước còn lại đều là tử lộ. Cửu cung mê trận đồ này một khi hình thành mê cung, tám bước trong đó đều là tử lộ. Một bước duy nhất không giống tám bước còn lại chính là đường ra duy nhất của cửu cung mê trận đồ này. Thì ra là thế, thì ra là thế. Giang Trần bằng vào thần thức cường đại của mình, rốt cuộc cũng tìm hiểu được huyền ảo chính thức của chín bước trận đồ này. Như vậy, trong lòng Giang Trần càng thêm nắm chắc, sau khi phát hiện ra huyền ảo, Giang Trần không hề mù quáng. Không cần đi phân biệt từng bước địa đồ một, nếu như chỉ từ sự khác biệt của mỗi một bước đồ án mà tìm ra, cơ hồ hoàn toàn không nhìn ra bất luận sơ hở gì bởi vì chín bức đồ án này cơ hồ không có sai biệt thật sự giống như là cùng một khuôn mẫu khắc ra vậy thế nhưng mà sau khi giang trần hiểu rõ huyền ảo của chín bức đồ án này tử lộ vừa xuất hiện hắn đã nhìn ra sinh lộ cũng rõ ràng hơn rất nhiều tám chết một sống cửu cung mê trận đồ này quả nhiên là thần diệu vô cùng hiện tại giang trần không đơn thuần là dựa vào quan sát mà là một bên xem xét một bên suy luận trong lúc đó linh quang hiện lên trong đầu giang trần Tả Kim nhãn gắt gao tập trung vào một bức địa đồ bên trong. Bức đồ án này tràn ngập huyền cơ, ảo diệu, là nó. Linh cảm một khi hiện lên, loại cảm giác này huyền diệu không nói nên lời, cũng vô cùng hoàn mỹ. Giang Trần biết rõ, cảm giác linh cảm hiện ra như vậy tuyệt đối sẽ không có gì sai lầm. Trên phương diện võ đạo, đây thực ra là một loại đốn ngộ. Tiền bối, ta đã có đáp án. Giang Trần nói xong, thân thể hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía bức đồ án mà hắn đã chọn chúng sau một khắc thân thể giang trần biến thành một đạo lưu quang đã xuyên qua bức đồ án kia oanh thân thể giang trần xuyên qua cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi chín bức đồ án kia triệt để biến mất trước mắt hắn mà ở trước mắt hắn tất cả lại khôi phục bộ dáng của cung thứ ba trước khi hắn tiến vào chín bức đồ án giống như tất cả mọi chuyện trước đó căn bản chưa từng xảy ra giang trần nhìn qua bốn phía trong lòng tán thưởng không thôi hay lắm vừa rồi một màn như vô cùng chân thật không ngờ đều là ảo giác cửu cung mê trận đồ này thực sự quá được làm cho người ta không nhịn được hoài nghi rốt cuộc nó có phải là chân thực hay không giang trần có cảm giác như đang ở trong mộng loại mộng ảo này có cảm giác giao thoa với sự thật làm cho giang trần không nhịn được mà bội phục không hầu tiền bối ở lĩnh vực này quả thực có tạo nghệ kinh người giang trần biết rõ trong đám võ tu có một đám người chuyên tu luyện huyễn thuật trên phương diện huyễn thuật này có tạo nghệ đặc biệt cường đại đương nhiên cái gọi là huyễn thuật cũng không phải tất cả cơ hồ đều là hư ảo mà chân thật và hư ảo xen lẫn nhau thi triển thần thông làm cho người ta mất đi phương hướng giữa hư ảo và chân thực không thể nghi ngờ hồng hầu tiền bối này nhất định là cường giả phương diện này thanh âm hồng hầu hết sức kinh ngạc vang lên từ trong hư không giang trần hiện tại bản hầu có chút hiểu ra vì sao tiểu tử ngươi có thể xông tới cung thứ ba này giang trần khiêm tốn nói vận khí của tiểu tử luôn luôn không tệ như vậy hư bản hầu khen ngươi, ngươi nhận là được. Khiêm tốn cái rắm không hầu hư lạnh một tiếng. Từ thượng cổ tới nay, người có thể khiến cho bản hầu khoa trương nói một câu không có mấy ai. Giang Trần cười cười, thế nhưng không có tiếp tục khiêm tốn mà chỉ nói. Tiền bối, đạo khảo hạch thứ nhất này ta đã qua. Không biết khảo hạch thứ hai là thứ gì. Đạo khảo hạch thứ nhất này đối với Giang Trần mà nói tuy rằng độ khó không nhỏ, nhưng mà còn không tính là khó khăn tới cỡ nào. Trên thực tế đây cũng là chỗ mà hồng hầu giật mình nhất cửu cung mê trận đồ này của hắn trên thực tế bố trí vô cùng ảo diệu. Nếu như người xông trận thực sự ngu xuẩn đi so sánh sự khác biệt rất nhỏ giữa các bước đồ án với nhau. Có lẽ 10 năm, 8 năm cũng chưa hẳn có thể tìm ra được đáp án chính xác. Dù sao, cửu cung mê trận đồ này ở thời kỳ thượng cổ, hồng hầu cầm cửu cung mê trận đồ này thực sự khiến cho rất nhiều đối thủ ăn thiệt thòi lớn. Rất nhiều người bị vây khốn trong cửu cung mê trận đồ, sống dở chết dở. Nếu như không có cách nào nhìn thấu ảo diệu chính thức của cửu cung mê trận đồ này, cho dù gặp trăm lần, cũng bị vây khốn trăm lần. Đây tuyệt đối không phải là nói quá lên, chương 2534, hai đạo khảo nghiệp 2. Thế nhưng mà người trẻ tuổi trước mắt này rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy, phá giải huyền ảo của cửu cung mê trận đồ này. Ngay cả hồng hầu giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được mà cảm thấy. Giang Trần này nói không chừng thực sự là trẻ nhỏ dễ dậy. Đương nhiên, Tuy rằng Hồng Hầu kinh ngạc nhưng mà cũng không có thất thố. Dù sao cửu cung mê trận đồ này chỉ là một trong hai phần khảo hạch. Hơn nữa đối với Hồng Hầu mà nói chỉ là thứ khai vị mà thôi. Nếu như đạo khảo hạch thứ nhất mà Giang Trần cũng không qua nổi, vậy đạo khảo hạch thứ hai này cũng không cần xuất hiện. Nhưng mà Giang Trần nhẹ nhõm vượt qua đạo khảo hạch thứ nhất như vậy, khiến cho Hồng Hầu có chút chờ mong đối với đạo khảo hạch thứ hai. Người trẻ tuổi kia thực sự có thể hoàn thành đạo khảo hạch thứ hai sao? Hồng hầu vốn không coi trọng Giang Trần bao nhiêu, thế nhưng mà hiện tại trong lòng hắn không hiểu sao lại xuất hiện thêm một phần chờ mong. Thiên côn thượng nhân và trùng tiêu tôn giả, có thể khiến cho hai người bọn họ thưởng thức, đồng thời tiểu tử này lại tới được cung thứ ba, hẳn là có đầy đủ nội tình A. Trong lòng hồng hầu lặng lẽ suy nghĩ như vậy, Giang Trần, đạo khảo hạch thứ hai này, độ khó so với đạo khảo hạch thứ nhất còn khó hơn rất nhiều. Người phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, hồng hầu đột nhiên nhắc nhở Giang Trần một câu. Giang Trần không kiêu ngạo, không siểm nịnh, trong mắt tràn ngập trí tuệ, nói. Tiền bối, ta đã tới đây thì đã chuẩn bị tốt, mong tiền bối bắt đầu đi. Kỳ thực bản thân Giang Trần cũng không chờ được, so đấu thần thức, khảo hạch thần thức, Giang Trần cảm thấy độ khó cung thứ ba này quả thực là quá thấp. Đây hoàn toàn là dựa theo thế mạnh của hắn mà khảo hạch A. Khảo hạch thiên côn cung, còn liều tốc độ một chút. Tuy rằng hiện tại phương diện tốc độ của Giang Trần có ưu thế rõ ràng, nhưng mà hồng hầu chấn thủ cung thứ ba này lại làm cho Giang Trần cảm thấy độ khó cũng không khoa trương như trong tưởng tượng của hắn. Khảo hạch thứ hai sao, coi đây, thanh âm nhàn nhạt, nhạt của hồng hầu vang vọng, trong lúc đó, quang mang trước mắt Giang Trần lóe lên. Cảnh tượng trước mắt hắn lại một lần nữa biến đổi, đập vào mắt, bốn phương tám hướng đều là vách tường cao vút, quả thực, những vách tường cao vút này là những pho tượng có thần thái khác nhau. Những pho tượng này hoặc là uy nghiêm, hoặc là đoan chính, hoặc là khôi hài, hoặc là nghiêm túc và trang trọng hoặc cười quái dị, hoặc trầm tư, rồi phẫn nộ, hoặc là hân hoan. Đủ loại vẻ mặt, trông rất sống động, giống như những pho tượng này tùy thời có khả năng khôi phục, sống lại vậy. Người trẻ tuổi, ngươi nhìn thấy chúng sinh bích này không? Chúng sinh bích này chính là kiệt tác của cả đời bản hầu. Tụ tập cơ hồ tất cả hỉ nộ ái ố của chúng sinh, tụ tập tất cả các loại tham niệm, dục si, mỗi người một vẻ. Giang Trần nhìn qua mỗi một pho tượng có thần thái khác nhau, không thừa nhận cũng không được chúng sinh bích này quả thực rất là sống động có thể nói là thủ bút tạo hóa giang trần chúng sinh bích này có một chút là mê thần khôi ngẫu dùng để mê hoặc số lượng ta tạm thời không thể nói cho ngươi biết cái gọi là mê thần khôi ngỗi là tinh hoa suốt đời của bản hầu tại huyễn thuật bất luận một mê thần khôi ngẫu nào đều có thực lực ước chừng ba thành tới bảy thành thần thông của bản hầu ngươi ở cửa ải này trong thời gian quy định tình được một pho tượng mê thần khôi ngẫu nhớ kỹ ngươi không thể sờ không thể đụng vào phải dùng thần thức tra xét, dùng thần thức liên hệ. Nếu như ngươi có thể tìm ra ba pho tượng mê thần khôi ngỗ thì coi như ngươi vượt qua. Quá ba pho tượng, đương nhiên càng nhiều càng tốt, càng nhiều thì càng chứng minh thần thức ngươi cường đại, có lẽ ở cung thứ ba này còn được ban thưởng lớn hơn." Thủ hộ giả Hồng Hầu cung thứ ba lạnh nhạt nói. Mê thần khôi ngỗ chợt thoạt nhìn qua giống như những bức tượng bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ sự khác biệt nào trên thực tế mê thần khôi ngẫu này có sự khác biệt lớn nhất với pho tượng bình thường chính là mê thần khôi ngẫu có ý chí của chủ nhân bên trong có linh tính là khôi ngẫu có linh trí nhất định mà pho tượng bình thường tuy rằng cũng được chủ nhân ký thác ý chí nhưng mà không có linh tính không có linh trí đây là sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại không hầu nhắc nhở giang trần đã biết rõ toàn bộ nhớ kỹ thời gian cũng chỉ có một giờ không hầu nhắc nhở xong lập tức không mở miệng nói cái gì nữa hoàn toàn mặc kệ giang trần Giang Trần khoanh chân ngồi, hư không bốn phía giống như bị giam cầm. Làm cho hắn chỉ có thể hoạt động trong khu vực này, không có cách nào rời khỏi chúng sinh bích, cũng không có cách nào thoát khỏi khu vực này. Một giờ, mê thần khôi ngẫu, ánh mắt Giang Trần thâm thúy bắn về phía chúng sinh bích. Thần thức chậm rãi mở ra, lại lần nữa ở trong trạng thái tìm kiếm. Trên chúng sinh bích, đủ loại biểu hiện, muôn hình vạn trạng, chỉ ít có hơn 10 vạn pho tượng muốn từ trong vô số pho tượng này tìm ra được mấy pho tượng mê thần khôi lỗi đối với võ giả có cảnh giới thần thức bình thường mà nói giống như mò kim đáy bể vậy cơ hồ không có bất kỳ khả năng thành công nào thế nhưng mà giang trần rốt cuộc cũng không phải là võ giả bình thường hắn là nhi tử thiên đế truyền thế đạo dây truyền phong ấn trong thức hải của hắn càng có khả năng ẩn chứa ý chí thiên đế uy của thiên đế mà đạo dây truyền phong ấn này gần đây dường như lại có cảm giác thức tình trong thần thức giang trần hiện tại không ngờ lại có thanh tỉnh trước nay chưa từng có nương theo thiên mục thần đồng và tà ác kim nhãn thần thức giang trần tựa như có thể xuyên thấu linh hồn quang mang bắn về phía chúng sinh bích kia không phải đây cũng không phải cái này cũng không phải ánh mắt giang trần đảo qua mỗi một pho tượng lập tức bài trừ từng cái không có biện pháp giang trần cũng chỉ có thể dùng loại phương thức nguyên thủy đơn giản này mà bài trừ nhưng mà tốc độ bài trừ của hắn cực nhanh tà ác kim nhãn phối hợp với lực lượng thần thức quét qua một cái là có thể xác nhận loại biện pháp này tuy rằng đần độn thế nhưng là biện pháp duy nhất hiện tại giang trần có thể làm ra những biện pháp khác giang trần cũng không có nắm chắc cũng không có thời gian đi cân nhắc nhưng mà loại biện pháp nguyên thủy nhất này lại là biện pháp trước mắt thích hợp nhất mà giang trần có thể chọn bởi vì đạo dây truyền phong ấn trong thức hải hắn chậm rãi buông lỏng thần thức gia trì mang tới cho hắn cường đại tới mức khiến cho bản thân giang trần cũng có cảm giác ngoài ý muốn khi thần thức hắn vận hành Giang Trần có thể tự mình cảm nhận rõ ràng được cường độ và cảnh giới thần thức rõ ràng đã vượt quá trình độ bình thường của bản thân hắn. Cảnh giới thần thức của hắn vốn đã viễn siêu cường giả đồng cấp. Có thêm gia trì, càng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. chương 2535, Mê Thần Khôi Ngỗ một Chuyện này khiến cho cường độ thần thức của hắn hoàn toàn đạt tới cấp độ thiên vị. Thậm chí ngay cả cường giả thiên vị bình thường ở phương diện thần thức cũng chưa chắc đã có thể liều mạng phân cao thấp được với Giang Trần, phải biết rằng đạo dây truyền phong ấn kia chỉ mới buông lỏng đôi chút, cũng chưa được kích phát hoàn toàn. Dù vậy, năm đó khi đạo dây truyền phong ấn này còn chưa hoàn toàn buông lỏng, gặp công kích thần thức của Hy Lão trong gia tộc Hoàng Nhi, nó cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Mà lúc trước, khi Giang Trần tìm hiểu chín tấm lưu ly li bia, cũng dựa vào phong ấn này bảo hộ thức hải. Trên thực tế, Giang Trần ở phương diện này vẫn còn có chút kinh nghiệm. Lúc trước hắn có được 8 pho tượng phong ấn bên trong là thần hồn của 8 huynh đệ cự thạch nhất tộc khi đó hắn đã cảm ứng được uy năng và ý chí ẩn chứa trong tám pho tượng nhỏ kia mà hiện tại mê thần khôi ngẫu này tuy rằng khác với thần hồn của cự thạch nhất tộc thế nhưng kỳ thực tuy rằng khác nhau thế nhưng kết quả lại giống nhau tới mức kỳ diệu cũng giấu ở bên trong hình hài một bức tượng cũng phải cảm ứng được thần thức chấn động đột nhiên linh quy Nác trong thần thức giang trần lóe lên giống như là nhắc nhở bỗng nhiên phát ra sự nhắc nhở trong thức hải của giang trần tìm được một pho rồi ánh mắt giang trần gắt gao tập trung vào bức tượng này lưu lại lạc ấn thần thức của mình. Sau khi tập trung, Giang Trần lại tiếp tục, thời gian trôi qua từng chút một, bầu không khí ở hiện trường vô cùng ngưng trọng, tiến triển của Giang Trần không ngừng đẩy mạnh, tìm được pho thứ nhất thì có pho thứ hai, pho thứ ba. Sau nửa canh giờ, Giang Trần đã thành công tìm được ba pho mê thần khôi ngẫu. Đã hoàn thành yêu cầu thấp nhất của hồng hầu tiền bối kia. Yêu cầu thấp nhất của hồng hầu tiền bối là phải tìm được ba pho mê thần khôi lỗi. Đương nhiên, hồng hầu còn nói qua, mê thần khôi ngẫu này tìm càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Tìm ra mê thần khôi lỗi càng nhiều càng ít, có liên quan tới ban thưởng của hắn ở cung thứ ba này. Sau khi tìm được ba pho tượng, tâm tình Giang Trần yên ổn hơn rất nhiều. Nhiệm vụ căn bản đã hoàn thành, kế tiếp chính là nhiệm vụ tiến riêng. Chuyện này cam đoan tâm tình Giang Trần càng ngày càng tốt. Tâm tình nhẹ nhóm, hiệu quả dĩ nhiên là làm chơi ăn thật. Một giờ qua đi, lạc ấn thần thứ của Giang Trần đã tập trung vào bảy bức tượng. Thời gian lúc này cũng triệt để không còn. Tốt, đã tới giờ. Thanh âm của hồng hầu lạnh nhạt vang lên. Giang Trần tiểu tử, trong vòng một giờ, người tìm ra mấy bức tượng. Giang Trần cười nhạt một tiếng, thong dong trả lời. Vãn bối may mắn không làm nhục mệnh, tìm ra bảy pho tượng mê thần khôi ngẫu. Cái gì, hồng hầu nghe Giang Trần trả lời, quả thực sướng sờ. Người nói người tìm được bảy cái. Hiển nhiên trong thanh âm của hồng hầu lộ ra một chút không tin tưởng. Giang Trần cũng không biện minh gì, chỉ lạnh nhạt gật đầu tỏ vẻ bản thân mình không có nói ngoa tốt rất tốt hồng hầu gật đầu hiện tại thúc giục ấn ký thần thức của ngươi để bản hầu nhìn xem bảy pho mê thần khôi ngẫu ngươi tìm ra rốt cuộc có phải là thực hay không quả thực hồng hầu có chút giật mình bởi vì trong chúng sinh bích này của hắn tổng cộng có bảy pho mê thần khôi ngẫu trong ngàn vạn chúng sinh che giấu bảy pho mê thần khôi ngẫu mà giang trần này lại nói tìm được bảy pho mê thần khôi ngẫu của hắn bảo làm sao không khiến cho hồng hầu hắn kinh hãi được chứ Giang Trần cũng không sĩ diện, thúc giục thần thức tập trung thần thức hắn vào ấn ký hắn đã hạ trên bảy pho mê thần khôi ngẫu. Sau đó đồng thời thúc giục ấn ký hắn đã lưu lại. Đinh, 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 thanh âm thâm thúy liên tục không ngừng truyền ra, tựa như tiếng chuông gõ, dễ nghe cực kỳ. Bảy pho mê thần khôi lối bị thần thức của Giang Trần thúc giục, nhào nhao tản ra quang mang chói mắt, pháp thân bắn ra quang mang ngây người, không hầu triệt để ngây người. Giang Trần không ngờ toàn bộ tập trung tìm ra được bảy pho mê thần khôi lỗi của hắn, hơn nữa một cái cũng không kém. Chẳng những nhắm chúng toàn bộ mục tiêu, hơn nữa còn không sai một chút nào. Tỷ lệ chính xác có thể nói là 10 phần. Trong lúc nhất thời, tiền bối thượng cổ kiêu ngạo như hồng hầu nhất thời cũng hít sâu một ngụm khí lạnh, nói không ra lời, lâm vào trong trạng thái cực kỳ khiếp sợ. Nếu như thủ hộ giả này không phải là hồng hầu hắn mà là người khác, cơ hồ hắn hoài nghi, liệu có phải trợ giúp người trẻ tuổi này ăn gian hay không? Thế nhưng mà chính như lời hắn nói lúc trước vậy, hồng hầu cung này chỉ có một mình hồng hầu hắn thủ hộ. Tất cả mọi chuyện ở đây đều do một mình hồng hầu hắn khống chế. Nếu như nói có người trợ giúp Giang Trần An Gian, vậy cũng chỉ có hồng hầu hắn mới có tư cách này. Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng hồng hầu tán thưởng không thôi, người còn trẻ như vậy, thời thượng cổ anh tài tập trung, cũng chưa có yêu nghiệt tuyệt thế như vậy. Đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là tiểu tử này quả thực lại yêu nghiệt như vậy? Trong lòng Hồng Hầu rung động không hiểu, thật lâu không nói ra lời. Giang Trần lặng lặng đứng ở giữa, tuy rằng hắn không có nghe thấy thanh âm của Hồng Hầu, nhưng mà bầu không khí hiện tại khiến cho Giang Trần có một loại dự cảm rất tốt. Hắn cảm thấy bảy pho mê thần khôi ngẫu mà hắn tìm ra chỉ sợ không sai chút nào. Nếu không mà nói, bằng tính tình của Hồng Hầu tiền bối này, sẽ không thừa cơ chế nhạo hắn một chút sao? Hồng Hầu tiền bối không mở miệng, chỉ có một nguyên nhân, đó là không tìm ra bất kỳ chỗ nào có thể bắt bẻ quả nhiên một lúc lâu sau hồng hầu mới thở dài một hơi được rồi người trẻ tuổi bản hầu phải thừa nhận người có thể đi tới nơi này quả thực có vốn liếng cuồng ngạo nhân vật như hồng hầu không đơn giản sẽ mềm giọng như vậy hắn mềm giọng như vậy nguyên nhân không có gì khác chỉ có một chữ đơn giản đó là phục đối với người trẻ tuổi kia triệt để bội phục giang trần mỉm cười tiền bối tiểu tử lần này cũng có chút may mắn trên phương diện thần thức này có một ít tâm đắc có lẽ tiểu tử trời sinh có duyên với hồng hầu cung này a à? giang trần không có đắc ý quên mình hồng hầu gật gật đầu ngữ khí cực kỳ phức tạp ngươi nói đúng có lẽ tiểu tử ngươi trời sinh hữu duyên với hồng hầu không đúng tiểu tử ngươi trời sinh có duyên với lục cung truyền thừa dùng tu vi hoàn cảnh của ngươi thông qua thiên côn cung bản hầu cũng cảm thấy bất ngờ thế nhưng không ngờ ngươi lại xông qua ba cung bản hầu hiện tại rốt cuộc cũng biết được thiên côn thượng nhân và trùng tiêu tôn giả coi trọng ngươi quả thực là có lý do Hồng hầu thay đổi cách nói khó chịu với Giang Trần lúc trước, tuy rằng không tới mức thân thiết như trùng tiêu tôn giả với Giang Trần, thế nhưng cũng không có vẻ bài xích như lúc trước nữa. Không thể nghi ngờ, biểu hiện của Giang Trần cũng chinh phục hồng hầu. chương 2536, Mê Thần Khôi Ngỗ 2 Tiểu tử, lão phu năm đó bị chủ nhân Lưu Ly Vương Thành mời tới thủ hộ cung thứ ba này. Đây là một ước định quân tử, người thông qua khảo nghiệm, mặc kệ lý do ra sao cũng được bản hầu tán thành, Cửu cung mê trận đồ và bảy pho mê thần khôi ngẫu này đều là chiến lợi phẩm khi ngươi xông qua cung thứ ba này. Không hầu cung thứ ba, đại công vô tư, khảo hạch mà hắn bố trí, cũng chính là ban thưởng cho người xông qua. Giang Trần nghe vậy đại hỉ, không hầu tiền bối, ban thưởng phong phú như vậy, không phải tiện nghi cho tiểu tử rồi sao? Không hầu hư lạnh một tiếng, lại khôi phục bộ dáng giám thí lúc trước. Nếu như ngươi cảm thấy ngại ngùng, vậy có thể để lại, bản hầu tuyệt đối không ép giang trần vội vàng giơ tay cầu xin tha thứ đừng a à, tiền bối ta cũng không nói ta không muốn nha hiện tại cương vực nhân loại thế cục phức tạp những phần thưởng này đối với tiểu tử mà nói tuyệt đối là bổ sung thực lực mạnh mẽ giang trần rất sợ hồng hầu đổi ý vội vàng mở miệng hồng hầu cười một tiếng quái dị được rồi nên chúc mừng thì bản hầu cũng chúc mừng nên ban thưởng bản hầu cũng đã ban thưởng tiểu tử ngươi có chút ý tứ so với mấy người sông cung trước đó ngươi thú vị hơn nhiều có lẽ bản hầu thực sự nên xem trọng ngươi trong khi nói chuyện thanh âm của hồng hầu giống như có một loại lực lượng dẫn dắt thần kỳ trực tiếp dẫn dắt ấn ký trên cửu cung mê trận đồ rơi vào trong thức hải của giang trần sau một khắc bảy pho tượng mê thần khôi lối kia cũng phân biệt hóa thành bảy đạo ấn ký rơi vào trong thức hải giang trần ban thưởng tới tay giang trần không khỏi cảm khái lục cung truyền thừa này quả nhiên mỗi một cung đều có đặc điểm riêng của mình hồng hầu tiền bối này tuy rằng nhìn như bất cận nhân tình thế nhưng lại là một người vô cùng có nguyên tắc. Cửa cũng đã vượt qua, ban thưởng cũng cầm, tiểu tử ngươi có thể xéo đi. À, đây là thời không ấn phủ của cung thứ tư. Quy củ vẫn là quy củ cũ. Hồng hầu nói tới đây, lần đầu tiên nói một câu. Cung thứ tư và cung thứ ba khác biệt không lớn, thế nhưng mà ngươi tốt nhất là đợi đột phá tới đế cảnh thì mới nên trùng kích cung thứ tư. Không biết tại sao Hồng Hầu lại nói một câu như vậy. Nguyên nhân cụ thể Giang Trần trước khi không có vượt cung tuyệt đối không thể tiết lộ. Nhưng mà từ trong giọng nói của Hồng Hầu, Giang Trần cũng đoán ra được, độ khó của cung thứ tư có lẽ so với cung thứ ba còn khó hơn một chút. Giang Trần thuận tay lấy thời không ấn phù tầng thứ tư. Hiện tại quả thực Giang Trần có chút ưa thích thời không ấn phù này. Có thời không ấn phù này, Giang Trần tương đương có một lần cơ hội bảo vệ tính mạng, chẳng khác gì là một đạo kim bài miễn chết trong tay. Một khi gặp được tình huống nguy cơ, có thể vô điều kiện thuấn di trở lại lưu ly vương tháp. Giang Trần không thể không thừa nhận, thời kỳ thượng cổ tiền bối chế tác lưu ly vương thành này tuyệt đối không phải là người bình thường thần thông thuấn di không gian mạnh mẽ hung hãn như vậy phải là thần thông có cấp bậc rất cao mới có thể làm được.